Rồi, chào anh em trong ban quản lý quốc nha. Hôm nay số đồ thanh kim cũng lên một video mới rồi đó anh em, mình gần có 50 mẫu đồng hồ nha anh em. Thì anh em mua hàng anh em liên hệ qua Zalo của mình nha anh em. Thì số Zalo thì mình có một số nhất thôi. Thì anh em ưng mã nào thì anh em câu tới cái mã này, thì anh em ví dụ vậy, anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo mình ha. Thì anh em tin tưởng chân đủ thì mình sẽ bao ship nha anh em. Tất cả các mệnh giá ha. Anh em cọc thì cọc từ 100k đi đơn. Thì anh em gọi mình chưa được thì anh em cứ nhắn tin để lại nha anh em. Ví dụ như anh em nào mà thích mua hàng qua điện thoại gọi trực tiếp á, thì gọi chưa được thì anh em nhắn tin để lại cái mã số muốn mua, như tôi mua mã 11, 12, 13 gì đó, anh em cứ nhắn tin lại. Còn tốt cách tốt nhất thì anh em mua qua Zalo thì nó sẽ hay hơn nha anh em. Đó, anh em cứ gửi cái hình qua mình sẽ trả lời sau ha. Thì buổi sáng thì mình ngủ, nhiều khi mình ngủ hơi trễ anh em, tại vì mình làm việc cũng hơi khuya thì anh em mình chưa trả lời kịp, anh em cũng thông cảm ha. Thì ngoài ra mình có bán thêm dây đồng hồ nè, mình bán dây da bò dưới pin. Pin thì mình có nhiều mã pin nha, chủ yếu mình biến bán pin Nhật thôi, pin Nhật với pin thị cũng có, cũng nhiều mã pin lắm. Pin thông dụng thì mình có đủ anh em, 621, 626, 920 ha, 927 cũng có luôn. Rồi mình sẽ lên mã đầu tiên cho anh em mình ha. Bữa nay cũng có một số mã từ sử. Cặp này thì dẫn 500 nha nè, hai con cơ cốt ha. Cơ phơm, phơm tăng du. Thì phơm cũng đẹp ha nè, vỏ là vỏ thép. Con này thì mắc mắc cái núm. Còn ti, con này sử dụng là cái ti đuôi cá nha nè, tức là cái núm nó có cái đầu kẹp á, đưa vô nó kẹp cái ti vô. Thì hai con này thì mình bán 500 nha nè, nhưng con có 250 thôi. Thì như cái vỏ, cái vỏ 150, cái máy 100 ví dụ vậy, thì nó cũng giá cũng rẻ nè anh em. Mình xử được thì mình mua ha, mặt ở trong thì cũng còn mới đẹp ha. Kính này bị hư rồi, mình sàn qua sàn lại, mình có thể mình chế cháo rồi mình xài nha nè. Thì mã này nó 24 chân kính ha, chung con này trong còn đẹp. Bữa nay gỡ xong mà nó lên cái mặt này đọc đi trời. Đó, máy nè, đó, cũng còn mới ha. Thì máy này ti đua cá nè, đó cái ti nó còn nè, nó kẹp vô đó. Còn đủ đầy đủ các linh kiện tóc tai đồ còn đủ ha. Thì mấy cái mã này nói chung là bán tự xử nè, anh em nào biết thì hãy mua nha nè, độ mình làm được mình hãy mua. Bán như bán xét vậy thôi, bán lấy linh kiện. Con có 250 luôn, thép dây cụ cộm luôn nha. Mấy con này nếu mà mình chế được mình đeo đẹp, cái phơm nó đẹp. Con bên này thì chưa mở được nè, con bên này nó xét, nó không, nó xét lắm, mở không ra được. Thấy nó cạnh, góc cạnh luôn còn nguyên ha. Phơm nó hơi cong nha, đeo vòng tay. Con này thì cái mặt nó có bị dơ mặt ở đây, nhưng mà được cái thì nó còn ấy hơn, độ đầy đủ hơn nha em. Nó có cái ti thì cái phơm nó là 27, 35, 73 ha. Con này cũng vậy luôn nha, tại hai con bằng nhau. Rồi cặp này 500, con trắng con đen. Mã tiếp theo là mã B này, con này mình bán 450 nha anh em. Con này con cơ của con pin kim châu hay lộn, pin kim châu nha, nó cũng đang chạy rất là chính xác ha. Pin kim châu thì nó zin hết nha nè, zin hết. Dòng này pin thì mình đã thay pin mới nè, cái này mở là thay pin thôi nè. Còn cái nút này mình chưa mở thử ha, cái lỗ này nó mở được nha nè, nó có cái khớp, nó làm rất là liền nè, cái khớp nó thấy rất là mỏng, cái lằn rất mỏng. Mình nghĩ chắc là mở ngóc này mở máy ra nha nè, máy trong thì cũng còn mới đẹp mới chạy được. Bán tự xử nè, 450, con này cơ bản thì chạy được, nhưng mà cái lịch này chỉnh chưa được nè, lịch nhắn mà nhắn nó chưa có qua, như nhắn nó bị kẹt thì bán anh em tự xử ha. Anh em về xử được thì xử, quay thì có qua ngày nha nè, nó quay thì nó có thứ dưới ngày nó có nhảy đó.
thứ như ngày có nhảy ha. Chỉnh nhanh thì vô được, nó tình trạng nó vậy, nó có cốt phụ này mình chưa biết làm gì cho nên cứ chung chạy thì còn chạy. 37.000 ha, zin nguyên cây thép hết nha, 41 13 ly rồi, dây còn dài. Xe 37 này thì cũng ok lắm, nói chung về mình tốt tác lại nha, mặt đẹp. Kính thì có xước dâm, kính này dày lắm, kính này nên đánh lại cái một thôi. Tay còn 17 năm ha, 450 thôi nè, còn chạy mất được. Mặt đẹp nha, mặt ở trong đẹp ha. Có kính thì nó bị xấu rồi, bị chày nhiều, chày xước mà chày dạng lông mèo. Tiếp theo con này thì con Owen này cũng vậy nè, con Owen này nói chung cũng còn chạy ngon ha, lịch nhắn thì nhắn được nhưng mà không thấy nhảy. Nấm này rút ra chỉnh thì lịch này có nhảy nè, nấm này chỉnh nó cũng hơi cứng nè, nó cũng hơi dít, chắc cái gòn nó cũ, cái gòn nó cũ nó sẽ bị cái gòn nó chảy anh em, nó sẽ làm cho cái nấm mình nó dít ha, mình chắc mình đoán vậy thôi. Chứ máy nó cũng chạy ok nè, qua ngày mới nè, đó, thứ với ngày có nhảy hết ha, có nhảy hết đó. Mình nên chỉnh cái nó bị cái nấm nó chạy vô nè, mình phải kéo ra mình chỉnh nữa. Em nghe kỹ mô tả ha, thì con này mình cũng mới tự xử luôn nha nè. Dòng này nó 23 giây hết nè, 23 chân kính nè, máy đẹp, vỏ thép, kính này cũng còn rất là ngon nè, nó cảnh kính đâu còn hết chưa mẻ nha, nó chỉ bị xước thôi, bị xước mình đánh lại được nha nè, đánh lại hoặc mình thay kiến mới thôi. Cái kiến này dạng nó không có kiểu mà nó lắc kê trên cái nền, nó ốp xuống khó thay nè. Kính này thay bình thường thôi, chỉ cần tháo ra bỏ kính rồi ra lắp kính mới vô thì máy thì máy còn đẹp, nó máy còn rất là mới ha. Con này thợ xử cái xong mà không có gì hết, đó, chạy bình thường, máy đẹp nha. Oren chuẩn hãng ha, 23 giây nắp. Nói chung con này còn rất là ok nha, nó chỉ bị hỏng giặt thôi. Dây chung, dây này thì dây này của hãng không biết hãng gì mà nó ghi chữ nhỏ quá nè. Của Maruman nha, dây của Maruman mà đóng mắt nào cũng đóng hết nè, dây cũng tốt. Cái này tháo ra được nè, nó tháo bỏ được cái này, cái lịch gì không biết nên nó ghi cái miếng này mình cũng không biết nha. Hàng luôn nó về sao mà bán vậy luôn. Mặt con này 36 nè, Formo One, dài là nó rơi vào khoảng là 39 ha, độ dày là 13-12 ly 3, mặt đẹp nha. Đó, kính thì xấu, 650 thôi. Con này về đánh kính vài chục hoặc là mình thay kính luôn, rồi mình sửa sơ cái nấm này với cái nấm này nữa là xài. Cái con đó thì nếu mà nó còn đẹp thì chạy ổn định hết thì giá nó cũng hơn triệu nha nè. Mặt xanh đẹp, con này thì mình cũng bán sát luôn, 300 thôi. Này cái xác này đẹp lắm. Đó, dây Seiko ha, zin nguyên cây, dây đúc đặc, bản này sản xuất ở Nhật hết nè, dòng này dòng cơ tiếp sức, nó có bánh đà nhưng mà con này hết pin nè, vậy anh em thay pin ha, em có pin em sạc qua. Cái kính sapphire này thôi là cũng gần 200.000 anh em. Cái kính sapphire này một lịch, nó như nó còn nguyên hết nguyên con đó, nó không có bị hao mòn gì hết. Size 36, con cái là hết pin không chạy thôi, nấm có chữ hết nha. Dài là 40, chiều dày là 8.9 ha. Dây con này cũng còn ok nha nè, nghĩ là nó cũng còn phù hợp với cái mặt nó thôi. Nó 36, dây này còn khoảng 17 năm mà nó đeo vừa ha. Nói chung con này mình chế là mình đeo hay nha nè, có cục pin con khác mình sàn qua. Nói chung cái này thợ thì biết làm thôi, còn mình người dùng bình thường thì không nên mua mấy mã này ha, mã tự xử này. Con này vẫn bán lợi nha nè, mã E này 220, vỏ thép, dây thép, xuyên nguyên con ha,
cũng khá đẹp anh em. Chống nước 100m nha. Hàng này thép không gỉ toàn bộ hết nè, lắp ở chung. Nó chạy máy Nhật, hàng của Seiko nha. Con này AL3. Đó, cái mặt ở trong nó là cái mặt dạng bạc đó nè. Bạc có cái vân hết nè. Trắng mà dạng trắng có chảy tia, đó, trắng có chảy tia chứ không phải bạc. Thì con này chức năng nó chạy bình thường nè. Dù qua ngày thì địch đồ nhảy ngon lành hết nha. Chứ không phải đồng hồ bị này bị kia nè. Thì thấy giá nó bèo quá nên em tưởng nó bị hư này kia, không có nha. Nói chung con nào hư mình cũng có báo rõ nha nè, để anh em mua hàng nó dễ. Đó, qua ngày nó nhảy đập. Đó, thứ nó cũng nhảy bình thường ha, mình chỉnh nhanh được bình thường nha nè. Đó, chứ không có hàng mà bị hư mình bán đâu nè, hư mình báo hết. À, chỉnh lịch nhanh cho anh em coi ha. Đó, thứ nè, như bữa nay là thứ ba. Đó, thứ ba ngày 6. Đó, ok hết ha. Thì con này mình đeo mình đi làm đi học rồi cũng được nè. Phom trắng thì nó cũng lỗi thời nha. Phom này muôn đời vẫn là phom này thôi. Đồng hồ mới ra cũng phom này. Nó là hàng solar nè, khỏi thay pin, xe 36. 42. 907 ha. Xe 36 thì nói chung cũng không có nhỏ quá. Tay nhỏ nhỏ đeo cũng ok thôi. Nó dây cũng còn 17 năm đeo vừa thôi. Mình đeo dễ xem giờ thì nó có dạ quen này kia. Dạ quen cũng còn hai kim nha nè. Dạ quen còn sáng trưng đẹp. Kính đẹp chưa chạy xước. Đeo xem giờ đi làm đi học, rồi giá nó cũng bèo nên bán thua cục pin năng lượng đó, bán có 220. Tiếp theo mã F này thì 250 nha nè. Con này mình sell 250. Con này vỏ thép trắng. Vỏ thép còn khá đẹp nha nè. Kính thì cũng đẹp. Mặt nó có cái tia như nè, mặt trắng. Có lịch ha, đang chạy chuẩn. Dòng Aureli nè, nó xài pin 2016 là cục pin bự, xài được 10 năm, 10 giây battery, đó. Tất cả thép không gỉ nha. Cái bản này được sản xuất tại Nhật nha, tại vì thằng Aureli này ban đầu công ty của nó là cổ thị nha, nó sao Nhật nó mua lại, thì cái giai đoạn này thì nó lắp máy Nhật nha, chứ không có lắp máy thị, mấy con cổ thì nó lắp máy thị, nó thì anh em nắm được ha. Con này xây ngang nó là xây 3 cũng 36 luôn nè, 363. Dài nó gơ dọc khoảng là 41. Độ dày mặt là 9.4 ly. Rồi. Xem giờ đi làm đi học. Đeo hàng ngày rất là tốt luôn. 250 thôi. Con mã G này cũng 250 nha anh em. Con này máy thị mà vỏ bạc ha. Đó. Máy thị. Có chuyện bạc đó nè. 925 đóng đây ha. Silver. Đồng hồ bạc nha. Còn dây này thì dây thừa, dây thép thôi, không có dây bạc. Vậy sao bán vậy? Dây này dài hết anh em. Nữ thì đeo vừa hết. Dây này ra thợ nó cắt được anh em, cắt mắt được bình thường. Khỏi lo. Mặt mày đẹp hết nha, kính đẹp chưa chạy xước. Đeo bạc cũng nó có tác dụng sức khỏe nè, xe 23 nó còn mới cống thôi. 27 6.8 thôi. Rồi con này 250. Tiếp theo con này cũng 250 nha nè. Con này thì anh em mua sưu tầm chơi, nó là hàng hồi nào giờ mới thấy con nữ mà con pin kim châu nha nè. Nó Citizen Electronics ha. Nó cũng như cái dòng kim châu này nè. Nó là con pin kim châu nha nè, chứ không phải đồng hồ cơ. Anh em thấy cây kim nó cho mượt ha, kính nó có lông mèo. Nó cũng về đó. Vỏ thép hết. Dòng này mới cũng đắt tiền đó nè, pin kim châu. Xây này dây không zin nha, dây của Made in Japan, của Maruman cho Nhật ha. Dây này bọc e sạc palladium nha nè. Thép mà bạch kim. 250 con này nha. Pin kim châu mua sưu tầm chơi nha, cũng hiếm á. Mấy con nữ thường thường là một là cơ hay là pin nè. Gặp kim châu nữ thì hay bị ít. Con này hàng ngon nè. Con này chạy rất là chuẩn nha. Đó, chạy chuẩn mà còn mới cao nữa. Còn mới tinh nè. Hàng Seiko.
Bản này lắp ở Trung nè, sản xuất tại Trung. Thép không gỉ toàn bộ, chống nước tới 100 mét. Mấy con năng lượng này thì nó rất là thích nè. Cơ bản thì cái đồng hồ năng lượng nó sẽ đắt tiền hơn cái đồng hồ pin, nó là chắc cú rồi. Nếu mà nó kết cấu nó ngang nhau thì con năng lượng nó sẽ mắc hơn nè. Nói chung nó cũng cùng cái phân khúc thì năng lượng nó mắc tiền hơn. Xe này xe hàng 28 ha, cũng không nhỏ mà cũng không to, cũng vừa đeo thôi, 34 cho nữ nha nè. Dây là 7.9, con này mình sử dụng mình đeo hàng ngày rất là ok nha, nó xem giờ đi học đi làm thì cũng ổn hết, có lịch. Kim thì kim dạng giống như nung xanh đó nè, nó mặt nó giống như kim tím, hàng năng lượng. Dây này dài nha, 320 đây. Con đó anh em mua mới tiền triệu, mấy con năng lượng này nè rất là đắt. Con này thì mình cũng sale luôn nè, 300. Con này cũng hàng hiệu nha. Con này cái hãng này, hàng iWatt này trong cũ bỉ nè. Ở trong điện máy xanh có bán nè, lúc trước có bán. Nó iWatt. Stainless steel key lock đó nè. Đó, design bị gum nè, cũ bỉ ha. Tức là cái nắp là bằng thép, còn phần trước bằng nhựa nè. Nó làm hồ này kiểu thể thao đeo nhẹ, nhưng mà làm rất là chất lượng ha. Kính còn đẹp, có lớp luôn. Bản này mới vài triệu đó nè, chứ thấy vậy chứ không có rẻ nha. Dạ quen còn ha, xe cũng to. Dây này thì đeo rất là bền, bảy nè, còn rất là tốt. Màu xanh quân đội, mình đeo mình tập thể dục đồ nhẹ nè, đó, đi học đi chơi gì cũng được. 40. Bằng đồ thể thao thì mình đeo mấy cái này nó hay nè. 48. 13.5 à, nguyên con xin luôn, còn đeo rất là bền bỉ thôi. Nói gì nè, 300 ha. Tiếp theo con này, con này cũng vậy nè, dòng xịn đấy, Citizen WK nè. Dòng này thường là kính sapphire ha, kính này chưa thấy một vết chày gì luôn, nhưng mà nó không có ghi nè, nó không ghi nhưng mà mình đoán vậy thôi. Mấy dòng này thường kính sapphire tốt lắm, không có miếng chày luôn. Hai đá cẳng hai bên cọc kim gọc nằm rất là sắc nét nha nè. WK con này hình như là không có dạ quen này, dây đúc đặc phẩm chất đồng hồ rất là cao nè, thép trắng tinh luôn, thông số thì nó cũng bị hơi mờ mờ nè. Thấy chữ tén lịch tiêu chống nước 100m đó, thấy như đó là ok. Radio control ha, thì mình đã chỉnh chạy đúng giờ rồi nè, chỉnh rất là dễ thôi, chọc vô cái này đó. Ví dụ mình chọc vô cái đó mình chỉnh thôi, không có gì khó hết. Con này dây cũng còn ok nè, chắc mấy anh chị em phụ nữ đeo vừa hết thôi. 26.6 à. 33.1 7.8. Con này mới là mình đó, nó cũng trên 5 triệu nè, chứ không có rẻ nha. Có thể hơn. Dòng WK. Tiếp theo mình có con này. 300. Form dáng đẹp thế nè. Thép phai xước nhìn rất đã, còn mới lắm. Bản này chống nước 100m. Nó được hoàn thiện bằng thép không gỉ anh em. A là tất cả ha, stainless steel là thép không gỉ. Nó mỏng đít sấy nha, còn mới lắm. Còn này từng góc cạnh nó còn hoàn hảo thế nè. Cái ô lịch nó khắc laser rất đẹp thế nè. Đó, CNC chứ. CNC sáng nón luôn. Mặt đen, kim cọc nổi không dạ quen ha. Số thì số in chứ, cọc thì kim kiếm, dạng kim kiếm á. Mặt sáng tốt, thanh bóng. Mã này thì dây mình thay mới nè. Kính đẹp chưa chạy xước ha, size của nó là size khoảng 35 nha nè, dành cho anh em tay cỡ 16 đeo rất là ok ha. 42. 9.8 nha. Mario. Mới tin rồi, con này được cái nó mới. Đó. Thì nói chung với tiền này thì mình mua hàng si đó, mình mua được mấy con này là ok nè. Chứ anh em giờ 300.000 anh em mua cái đồng hồ mới thì anh em mình mua chưa được thép túc đâu, chưa được thép không gỉ gì đâu, chỉ mua được đồng hồ mà vỏ nó vỏ bằng si thôi.
vỏ hợp kim. Con này phá zin còn, con này mình cũng sale 400. Đó, 400. Tất cả theo phong gỉ, xe to. Chạy bên 927 ha, của Nhật. Đó, trong nước 100m, engine ha. Phai xước đồ còn đủ hết ha nè. Kính đẹp. Nó có đồng hồ điện tử để mình hiển thị được lịch thứ nè, lịch thứ, lịch ngày với lịch tháng ha. Nó còn có chức năng báo thức nè, bấm giờ thể thao. Bấm lúc này reset. Rồi. Thì 2 mũi giờ mình chỉnh có thể chỉnh được 2 mũi giờ. Bản này thì size của nó là size 40 thế nè. Càng là 48. 11 ly, còn này 400 ha. Thì có size được nha nè. Nói chung con này mới lắm. Đó. Từng đường nét luôn. Xe 40 thì anh em đeo ok rồi. Engine, hàng thương hiệu của Mỹ. Tiếp theo mã G6 thì con T-Shot này mình cũng sale nè. Con này mình sale cho anh em 350 ha. 350. Bản này 350 nha anh em. Nước vàng còn khá ok nè, ngay cái chỗ kệ thay pin nó có bị bay vàng nè, thì không tránh khỏi rồi, kệ cái dao kệ nó cứng, mình thì kệ không bị vậy nè, nhưng mà mấy ông thợ trước, mấy người trước thì kệ nó bị vậy, đó, kính còn đẹp ha, nước vàng trên mặt thì còn ok lắm, hàng chính hãng nè, dây phá thay mới, T-Shot, bản này thì vỏ thép ha, thép không gỉ toàn bộ ha. Chống nước của nó là 30m, chạy chuẩn, chạy hôm ngày rất là chính xác, xe 32 ha, 36.1, 6 ly 1. Rồi con này có giá là 350k nè, đồng hồ Thụy Sĩ, giá thì thua con đồng hồ Nhật nữa. Rồi con cơ cốt này bọc vàng trắng nguyên con hết nè, rất là đẹp luôn, mới lắm, con này rất là mới nha, bọc trong bọc ngoài hết. Thì cái bản này thì nói chung nó cũng hiếm nè, mặt xanh, cơ cốt nữ. Để mình lột cái miếng này ra cho anh em coi cái dây nó nha. Đó, chứ mấy cái chỗ này mình dán bự quá, nhiều khi anh em không biết trong đây là cái gì ha. Đó. Dây nó thì mới từ trong ra ngoài ha. Mặt này cũng vậy, bọc vàng trắng rất là nhiều vàng luôn. Có 250k nha nè, mã hình như cái con này mình bị quêu lộn anh em, nó nằm ở trên chứ không phải nằm ở dưới. G6 để con này đây đi, tiếp theo là mình bị quêu con khác đi, bắt đầu mã số 1 ha. Con này con Galaxy nha nè, đó nó chạy cái cơ cấu là cái kim nó, kim dây của nó chạy tới 60 giây, nó sẽ giật lùi lại số 0, nó chạy tiếp giật lùi lại thế nè, chạy rất là ok ha. Vỏ thép nha, con này dây phá zin hết, Galaxy còn táp mà cái táp giá thì không thấy, cái con này mới thường nó 10 mấy triệu một con, dây còn đeo được hết nha nè. Đó. Mặt mày đẹp, kim nung xanh, lỗ máy ha, automatic Galaxy, tất cả không gỉ trong nước 30m, con này gon ghét được còn ngon lành hết nha, mình có tháo kiểm tra thử nha. Đeo này nó cũng ôm tay lắm đó. Được cái bộ kim nó hay nha, tới 60 cái nó giật cái lại ha. Em để kỹ nha. Tới 60 giây cái nó giật lại số 1. Đó, nó chạy tiếp. Nó chi vậy thôi. Còn cái lịch này thì mình chỉnh bình thường nha nè. Cái lịch này mình chỉnh nhanh được chứ. Nó hai ô lịch như thế này đang chạy chỉnh ngày ha, lịch ha. Thì mình dùng một cây chọt chọc sim cũng được ha, mình chọc đây mình chỉnh cái ngày nhanh, ví dụ như mình muốn chỉnh nhanh đó nè, nó bấm này lên thôi, 8 9 10 11, nó chỉnh nhanh bình thường thì có lịch ngày, chủ yếu là cái kim dây này nó hay, nguyên zin gì bán 1.4 triệu như nè, 1/10 giá xuất xưởng thôi, còn rất là mới, 35 48.6,
13 ly ha. Con này ngoài ra nó có trợ có tay nè, vừa automatic vừa có tay và nó có chức năng là dừng kim dây nha nè. Ví dụ mình rút rồi mình chỉnh nó thì cái kim dây nó không chạy nữa, nó dừng. Máy của nó cũng dừng luôn ha. Khi mình đóng vô nè, nó đóng vô nó chạy tiếp. Thì này nó chạy tiếp nha nè. Có chức năng dừng kim khi chỉnh. Đó, nó chạy tới 60 thì nó sẽ quay về số 1. Nó chạy tới nữa. Đó, rất là độc. Rồi mã số 1 là 1.4 triệu ha. Còn nguyên zin nguyên cây nha. Đó zin còn. Mấy con độc lạ thì lâu lâu cũng có ngon nha nè. Chứ không có hoài. Mã này này sale cũng sale luôn em, 550 thôi. Con này chạy rất là chính xác ha. Có điều vỏ nó là vỏ si nè, mình cũng báo cáo luôn vỏ si nhưng mà nó có bị hao mòn rồi. Hàng này hàng chưa lên tay á. Để dạng lô cái con này nó cọ con kia cái. Đó, dây của nó còn ngon lành hết. Logo nè, trùng hết nha nè. Bản này bản thép không gỉ toàn bộ. Cái siêu này còn luôn nè. Đó, cái mặt sau cái siêu của nó để lâu đời biết mà nó dính vô cái kiến luôn rồi. Này thì mình để gì cho anh em câu thôi, chứ bóc ra thì vẫn bình thường nha. Đó, siêu ni lông còn. Nó chạy máy Miyota nè, máy Nhật. Đó, chống nước 100m ha. Con này cũng còn rất là chân chu nè. Vừa có auto vừa có cốt tay ha. Bản này cũng nấm ren giống như con hổm. Mình dặn cái ren ra. Đó, mình lên cốt. Mình lên cốt ha. Đó. Xong rồi mình đóng cái ren lại. Nó chạy ok đó, nhưng mà con gái thì nó kính đẹp mà con gái cái mặt nó thì nó bị dạng như vỏ si đó, cũng có bị chóp chóp nhẹ. Bán 550 nha, anh em nào về mình đeo trải nghiệm chơi nó cơ lộ. Mặt thì còn đẹp nha. Đó. 550 thép đúc nguyên con rồi. Xây này xây 50 35.5 hết nè, chấm tư ha. 41 11 ly 5. Dây dài, cái mắt này mắt nấy nó chậm bá lửa nè. Cái bộ dây thép đúc này rất là dày ha. Dây dài nha, dây này khỏi lên tay, dài lắm. Xây này thì phù hợp với anh em tay có 16 thôi. 16 đôi về, xây 35. 16 đôi về, mình đeo nó ok ha. Tiếp theo con này 1.2 hết nè. Đó. Dây thép đúc. Còn mới đẹp, độ mới trên 95% nữa nè. Cỡ 96 97 được nha. Tại vì cơ bản nó chưa bị cắn mớp chảy xước gì nhiều nữa nè. Lông mèo thì xuất hiện trên dây này thì có ít. Cũng còn rất là đẹp. Máy thì máy cơ lộ cũng xài máy Miyota của Nhật nè, sao bằng ha. A à, tenlit tiêu, tất cả không gỉ chống nước 100m đó. Con này thép đúc toàn bộ thôi. Còn mới đẹp. Nấm này nấm ren. Con này mình lắc này cũng chạy bình thường nha nè. Con này mình bao chạy và bao chỉnh nha. Mình cũng có test vài ngày à. Lên có để đó thì nó chạy rất là lâu và chỉnh. Nền đen, cọc số trắng, kim có dạ quen. Mấy người lớn lớn tuổi thì nhìn vợ rất là dễ đó. Lắc thì chạy nha. Con này nấm ren của trai. Dặn ngang ra. Lên cót nè. Mình nghe cái tiếng lên cót ha. Rút ra nắp ngọt thì mình sẽ chỉnh lịch nha nè. Chỉnh lịch bình thường ha. Rồi. Xây xe 38 nha nè. Rất là dễ lên tay luôn. 44.5 là chiều dài của càng. Mặt dày là cỡ 10-12 ly thế nè. Rồi mới đẹp này chiều 2. Tiếp theo là con này bán 650 nha nè. Con này thì nói chung nó cũng không chạy. Đó, bán tự xử thôi. Mình canh nãy giờ nó cũng chạy ok nè. Chạy cũng khá ok ha. Chạy được cái bộ dây zin. Dây zin nguyên con. City zin. Con này vỏ cũng tương đối đẹp nè. Nó em thấy cái lằn phai xước của nó còn nguyên thế nè. Cái cạnh nó còn sắc. Chưa bị mòn gì hết. Nhưng mà kiến thì chạy nhiều nè. Kiến dạng nó để đóng. Con này còn kia. Nó chưa có mẻ, chưa gẹn nhưng mà nó sứt luôn mèo. Đó, về mình thay kiến mới hoặc là mình đánh lại mình xài ha. Dòng V2 dòng này nó cũng có chức năng mà dừng kim nha nè. Chức năng cũng dừng kim. Đó, dừng kim khi mình chỉnh ha. Rút cái nắp 2 thì kim nó sẽ dừng.
thì mình quay qua 24 giờ thì nó sẽ nhảy lịch đầy đủ hết nè. Con này nó full chức năng á, lịch nhanh cũng vẫn còn chỉnh ok nha nè. Lịch nhanh chỉnh được hết nha. Nó chỉ có 6 cái kiến thôi. Đó, con này thì mình cũng không có bao chạy nha nè. Chạy được nhưng mà mình chưa có canh, mình không bao chẩn, bán luôn 650 vậy. Mình nghĩ chắc nó chạy ok thôi. 650 con này. Chạy còn chạy lắc chạy bình thường, máy đẹp nè. Máy dòng V2 này thì nó có dừng kim dây rồi. Nó có nâng cấp thôi với cái dòng xe quanh thường nha nè, ở trong cũng một cái lúc mới ha. Gòn ghét rồi còn ngon lành. Nó vỏ thép không gỉ toàn bộ nha nè. Máy thì máy chát thôi, không có gì hết. Sạch sẽ ha, không móc không meo gì hết. Nó còn chạy nè, ok hết. Đó, chắc là chân châu nè, nghiêng thì nó rớt rồi. Không có dính bánh đà hết nè. Xa băng 21 gì trong còn đẹp ghen. Con này về mình đánh cái kiến thì chỉnh sửa chút đỉnh hay đeo thôi. Nói chung lịch nhanh còn là thấy ổn rồi đó. Kim cọc thì cài đá đen nè, xe 38 nè, xe cũng to 38 39 39, phơm rộng dạng như đĩa bay 39 nè, 10 ly 1. Rồi con này 650. Còn bộ dây zin nha nè. Bộ dây này thôi bán, nhiều khi anh em cần bộ dây series này anh mua cũng 200 mấy bộ nè, không có rẻ đâu. Khoan lên tay thử cái dây còn dạng nhiều, anh em dễ mua ha. Cái con này khi không lên tay thì cũng khó biết cộng dây. 17 năm hơn nè, dây này cận cỡ 18 hơn. Mắt của nó thì còn một khúc luôn nè, chưa xả ra hết đâu. Khỏi lo gì vậy. Con này thì nguyên con zin hết, zin nguyên cây nè. Nhưng mà cái chất liệu của cái vỏ này mình chưa biết bằng cái gì hết nè. Mình chưa biết bằng đá hay bằng nhựa hay bằng sắt si gì, mình cũng không dám cạo nữa nè. Nhưng mà gõ vô thì anh em độ mua được mua nha. Nó nghe tiếng này nè, rất là chắc ha, cứng lắm. Dây này dây zin của nó luôn ha. Dây này dây bằng nhựa đó. Dây này chống thấm mồ, dây này có cái dạng như nó mát tay nè, nó có lỗ. Dây này đeo ok nha, phá zin còn ha, citizen đó. Zin nguyên cây nha. Con này mặt thì có xước lông mèo, mặt nó có xước đen vết ha, xước nhỏ ha, nhưng vết dốc 9 giờ này nữa, 2 vết. Thì mình để mình đeo cũng ok nè, vô hàng lô không tránh khỏi đâu, được cái nó mới đó. Còn mấy cạnh này mới tin nè. Nắp thì cũng thấy chưa thấy bị cái gì dân nè, nắp còn xin lắm. Máy thì còn đẹp khen à. Nói chung gì con này siết nắp lại xài thôi, không có gì hết. Máy chét ha, dọc 21 gì thế nè. Con này chạy rất là chuẩn nè, chạy ok hết. Lịch nhanh ok, chạy ok nha. Máy đẹp ha, vỏ nè. Lịch nhanh là chỉnh ok hết. Đó, lịch này dần xuống. Hình như cái lịch thứ này mình chỉnh qua 24 giờ nè, nó chỉ chỉnh nhanh được cái lịch ngày thôi. Thì thường cái dòng này nó vậy, không chỉnh nhanh được lịch thứ nha. Lịch thứ dặn qua 24 giờ nó nhảy đó. Nó nhảy đủ hết ha. Chạy chuẩn nha. Rồi con này xe ngang nó cũng ok nè, không nhỏ. Xe 38 39 là chịu về ha. 11 ly 7. Em nhìn cái nấm nó, cái nhọn nó còn nè, rất là mới luôn. 1.2 triệu. Con này cũng 1.2 triệu nè. Con này là cái con mà nói chung là nó của cái nhà máy Seiko sản xuất luôn á. Cái chữ này là viết tắt của chữ Seiko in the chú manh gì đó nè, của cái một nhánh của một cái tổng cái công ty của Seiko luôn. Nó là hàng cơ lộ như nè. Chạy bộ máy 21 gì nè. Bộ máy của nó là máy Y675 đó.
chạy rất là chính xác ha. Mấy con này đeo bền thiên thu rồi, mới dữ lắm, mới luôn nha nè. Đồng hồ Seiko nha, nó bản, nó là bản kỷ niệm của cái ngày thành lập của cái công ty đó nè, ngày thành lập của cái xưởng này nè, cái công ty này. Nhiều khi hồi đó hình như là mình có đọc là mình cái Seiko nó chia làm hai nhánh nè, nó chia làm hai nhánh hoạt động độc lập. 19.000 bản kỷ niệm năm 1937 ha. Thì bản này chỉnh lịch nhanh bình thường nha nè, dặn lên ha, lịch nhanh bình thường, automatic, không có trợ cốt nha nè, mới lắm. Size 36, 43.0 nha nè, 11.5, 1.2 con này. Con này được cái bộ dây rất là xịn nha nè, bộ dây này anh em nhìn cái lớp dưới rồi nó biết rồi, rất là đã ha, bộ dây rất là xịn sò luôn, dây da bò. Kim cọc nổi, không dễ quen nha. Tiếp theo con này, con này con cơ tàu nha nè, cơ chính hãng của Trung Quốc đó. Cơ chính hãng của Trung Quốc đó. Cơ này cơ có thôi, bán cho anh em siêu tầm chơi, nó chạy bộ máy 17 yuan nha, 17 chân kích đó. Máy mới đẹp, lên có thì chạy thôi. Mấy cái này xài cũng bền, rất là bền nha, bền lắm. Nắp ren ha, nó cái căng nó nằm đây luôn, làm rất là hay. Gỡ cái nắp là gỡ luôn cái căng luôn, nó kèm cái máy lại. Nó có những cái số nhỏ gì ở ngoài nữa nè, mình hiểu cái này mình cũng có chức năng đó nè, chứ không phải là làm chơi nha. Xe 35 nữa nè, vỏ xi mà bị mòi, 42, dày là 10.7, con này 300, dây này còn đeo ok hết nè, dây này theo nó luôn, mình không biết là dây này dây gì nhưng biết là dây da bò thôi. Tiếp theo cũng có con này của Trung luôn, con này cũng chính hãng của Trung Quốc nha nè, dòng cơ cũng của Thượng Hải nè, con này 19 yuan ha, này mặt vàng, vỏ rất là đẹp luôn, vỏ vàng thì bán đắt hơn con kia 50 nè, nó vỏ vàng mặt vàng, con này nó mạ tới trong luôn nè, mạ BBD rất là đẹp ha, cái này cũng cổ rồi chứ không phải đời mới. Thì máy của nó tình trạng cũng giống như con kia nè, mình cũng có mở sẵn rồi, nắp này nắp ren ha. Cơ của xăng 2 Thượng Hải ha, bộ máy của nó là cũng 19 dây queo, máy 19 chân kính ha. Chạy thì cái tần số dao động nó thấp nè, bởi vì cái ba lăng nó quay cảm thấy chậm, nhưng mà kim nó trâu vẫn ok nha, nó vẫn chạy chính xác. Máy to, bản này mặt thì cũng còn rất là đẹp, kính đẹp ha, nhưng còn mới. 32, 38, 9.8, nấm thì đen trong tình trạng nó lên dầu nè, nó nấm lên dầu. Cái này đeo cũng hay lắm nè, nó cũng rất là ok, đeo đúng cà phê chơi được ha. Mấy dòng này chống nước kém nè, chống nước kém. Mấy con cơ cổ này đa số thì con nào 10 con như một nó chống nước không kém nha nè, mình chỉ đeo kỹ nước mới được. Con này con hàng chính hãng của Nhật nè, nó 450, con này chạy rất là chính xác. Nấm này nó làm gì chứ không phải là nấm bị hư như nè, nó phải thấy như bị lòi, không phải nó vậy đó, nó nấm ghen nha, nó dặn ghen nha, nó xa lắm, nó tới đây là nó lên cót ok nè, lên cót. Nó là đồng hồ automatic như nè, của cái nhãn hiệu là Larry Susan ha, cái hiệu này cũng rất là đắt nha. Dây đúc đặc này của nữ nè, dây nó còn phản tay 15 năm thôi, 15 năm 15 của nữ đó, tay nhỏ. Thép đúc nguyên con ha, cái nắp này mình không có đồ dặn cái kiểu này nha,
đầu dặn này của mấy Goulet. Không có đầu dặn mình không có mở máy được, nhưng mà con này hàng chỉnh của Nhật nó có ghi 21 chân kính thế nào. Automatic. Núm ren cổ chai. Linh có kim màu xanh nè. Mấy cái kim màu trắng hay trùng với cái cọc số ha. Mặt thì mặt màu cam cam. Cái dung còn máy giác nè. 450. 25.5. 30.4. Vậy là 11.5. Con Larry Susan này 450 nè, chạy rất là ok luôn. Nữ mà tay nhỏ nhỏ mà mấy con này đeo đẹp. Đeo rất là bền ha, khỏi thay pin. Này mình có mấy con cơ cốt mà cơ cổ mà nó mới cao lên nè, nó con này nó mới tinh luôn, anh em đeo ok là mà quên hết mới chắc. Dòng cơ cốt này là dòng cơ cốt một chân kính nè, một chân kính. Dòng cơ chạy máy thi sĩ ha, Swift Mo mà được lắp ở Hồng Kông nè, thường được gọi là cơ Hồng Kông. Lên cốt thì chạy. Cái lịch này thì mình không chỉnh nhanh được nha Nam, mày chỉ quay qua 24 giờ nó nhảy thôi chứ nó không có chỉnh nhanh được cái hệ máy này nó gì đó. Nhưng mà quay qua 24 giờ thì nó ảnh sẽ qua lịch nha Nam. Có logo hình con ngựa đẹp ha, con này mặt mày đẹp lắm đó. Qua ngày nè thì nó sẽ nhảy ngày chứ không chỉnh nhanh được. Đời mi còn nguyên hết, đẹp ken luôn. 350. Xây 37 ha. 42 xây cũng to nè. 12.6 đều đều lắm, mặt hay mới tin mà. Anh em thích cái bản mà dây thép thì lấy con này dây nó còn xin luôn. Dây có chữ T nè, nóc sau rồi nó cũng có chữ T ha. Nó còn cái siêu như lông xin của nó chưa bóc nữa nè, nó dính vô đây luôn à. Nắp sấy hiệu là Timely như nè, Timely đó. Dòng cũng chạy máy một chân kính đó, máy thị sĩ lắp ở Hồng Kông. Con này cũng đẹp, mới tin luôn nha. Xin nguyên con này thì cũng dậy 350 thôi. Lịch này cũng gan con kia nè, quay qua 24 giờ nó nhảy nha, chứ nó không có chỉnh nhanh được. Thì mấy con cổ này mình chỉ bán dạng máy chạy máy chết thôi nè, chứ cũng không có bao chạy chuẩn nha. Bán là máy chạy ok. Cái này mình nghĩ thì nó chạy giờ cũng chính xác thôi, còn để mà chính xác từng giây từng tính bằng giây luôn không có. 36 hàng này sưu tầm là chính nha. 41 đeo đúng cà phê chơi thôi chứ đeo hàng ngày không nên nha, nên nó vô nước. 10.6 tại vì mấy con cơ cổ này mình như mình đã nói thì nó cũng chống nước kém. Hàng sưu tầm đó, nguyên xe to, xe 30 38 37 gì nè, 36 mà dài nó thì nó dài hôm dáng rất đẹp luôn ha. 41 mấy 350 nha, lên tay nó rất đẹp luôn. Dây này cũng rất là dễ sử dụng hết nè, mình luồn vô đó, mình luồn vô thì mình tay mình tới đâu thì mình ép lại tới đó, rất là hay ha. Nó ép lại gì thì mình xài thôi, không cần phải cắt dây bỏ mắt gì hết. Tiếp theo mình có con này 420 nè, con này con của chính hãng Citizen, kính Mica, cọc số thì trắng mặt bạc có dân đồng tâm hết nè, dân sách gió đẹp ha. Con này bộ máy 8G nè, Citizen chính hãng ha. Để mở máy cho anh em coi thử ha, máy cũng ok lắm. Máy 8 chân kính mà là hồ cổ rồi. Con này nói chung cổ mình cũng còn mới. Nó bộ máy này nè, nó có ghi 8G well nè, nó có thông số trên đây, nhưng mà anh em nhìn trên cái video này nó hơi khó nè, nó có ghi chữ Citizen, anh thấy không, nó hơi lộ Citizen đó, chữ 8G well. Nếu mình chụp siêu mắt go thì thấy rõ nè, tại nó in cũng lợt đó. Máy Nhật ha, máy này sử dụng rất là bền luôn nè.
đóng lại. Rất là chặt luôn. Rồi con này có giá 4.2 nha, đẹp hết nguyên cây ha, phần cổ mà còn rất là mới luôn. Đó, cơ cốt ta nha nè, xe 32 chạy rất là ok luôn, 40 11 ly. Dây thì bộ dây da bầu hai lớp ha. Tiếp theo là con Seiko Preset, con này thì máy dữ lắm nè, máy bự, nền vàng ha, cọc số ngày thì nền xanh. Seiko chuẩn hãng nè, nó dòng thép không gỉ nha, được mạ vàng ha, có chống tự luôn, dòng xa băng A, dây dài Preset, dây này 17 năm thì còn dư luôn, nó đeo vừa luôn. Nếu mà gà vô chắc hay lỏng nhẹ thì anh em khỏi lo nha, xe mặt thì xe 33 thôi, nó xe 33 ha, dành cho mấy chú lớn lớn, cái form này đeo đẹp lắm, 36.3 71. Con này anh em coi máy nó đã lắm nè, máy của nó 7 chân kính, 5 chân kính, máy pin mà máy bự, tháo cái này thì cũng hơi khó nè, máy còn máy chát nè, máy đẹp, nó trầm còn sạch đẹp hơn. Mấy con pin bây giờ rồi, cái bộ máy nó không bằng con này được. Đây, cái dòng này dòng cao cấp, nó kính sapphire đeo cũng chạy suốt. Tiếp theo con này cũng sale tới đáy luôn nè, sale bằng tiền cộng dây này, bộ dây này anh em mua mấy trăm ngàn, giờ mua bộ dây không phải chính hãng á, mà nó làm cái kiểu nó gắn được cái đồng hồ này nè, thì cũng gần 200 ngàn bộ. Nó nguyên cái đồng hồ vậy 300. Sale rẻ kinh khủng luôn đó. Xin hết nguyên cây. Hàng Thụy Sĩ nha, pin 936. Máy V8. Thép không gỉ toàn bộ ha. Ba kim một lịch xe 37. Nấm còn đá luôn nha. 29. Đo ngay cái cạnh này nó 8.9. Đá thép. Hàng Thụy Sĩ mà giá bình dân anh ạ. Con này mặc ở trong nó có bụi ha, nó có một hai giọt bụi, nó dính bụi. Nhìn nó tươm dầu ngay kính này nè, một hai lần vết ha. Lịch nghi chỉnh ok nha nè. Chỉnh ok. Rồi xe 37 này 300 nha. Mã 15, con này con tăng của anh ba hết nè. Tăng của Seiko. Dạng còn ok ha. Ngang cạnh này có mòn nhẹ nè, bốn cạnh nó có mòn. Đang lên dầu. Kính thì đẹp nha, kính này chưa vết xước. Nấm đẹp. Bản này sản xuất tại Nhật hết nè. Dây mình thay dây tốt nha nè. Đó, dây có may đồ đàng hoàng hết nha. Dây này rất là hợp lý với mấy cái đồng hồ tăng, nó mỏng, đeo đẹp lắm. Form dáng cũng rất là ok. 300. Con này cũng xài máy lớn, xe 25. Càng dài là 35. Chỉnh cái tăng cổ 6 ly gử. Đó đang lên dầu hết nè. Thì mình lấy vòng gòn, mình để miếng cồn, mình đẩy ra bay nó, hoặc để gì cũng đẹp. Ba sĩ, kính chưa chạy xước nha. Mặt thì có kim tuyến trong đó. Đó. Nó lấp lánh nó làm kim tuyến như những ánh sao. Nó tới con này, nó 16 mới đúng nè, nó. Con này bạch kim hết nha nè. Bạch palladium. Seiko. GF ha. Goldfield. Goldfield là bọc dày nha nè, Goldfield là bọc dày. Talentio, White Goldfield. Thì người ta quy định Goldfield là tổng cái giá trị vàng bọc trên cái đồng hồ này nó sẽ tương đương 5% của cái trọng lượng của nó nha nè, là mới đạt tiêu chuẩn của Goldfield. Theo mình biết được là vậy. Năm phần trăm số lượng cái hợp kim để mạ lên, cái kim loại để mạ lên, ví dụ là vàng, hoặc là vàng vàng giai đoạn gold, hoặc là vàng trắng này.
con này coi coi cơ cót nha nè, chạy ok. 20 dây queo nha, dòng 20 dây queo mặt xanh ha, dây ok, nói chung đẹp lắm. Gold feel để đàng hoàng nè, white gold vàng trắng nè, giá nó 250 nè, giá nó thu tiền vàng của nó luôn. Nó bọc gold feel thì bọc dày thì cũng chạy mặt xanh đẹp, kính đẹp ha. Size 22, kính này hình như cũng thấy chưa có xước gì đâu, kính còn đẹp, có lông mèo một hai vết nhỏ, rất là nhỏ, góc 12 giờ thôi. Rồi nguyên cây về 250 nha. Đó, mua về phân kim cũng được, mà mua về mình xài cũng được, mới đẹp. Tiếp theo mã 17 này, con này có giá là 300, đẳng vậy thôi nè, dòng bơ sành ha. Có lịch tháng, lịch ngày, lịch thứ, chân sao, đang chạy chỉnh giờ nha, vỏ xi mà vỏ đẹp thế nè, bơ sành. Thì bộ máy thì nó có nhiều chức năng, hay bộ máy lớn nè, cho máy nhỏ nè, máy phức tạp. Còn cái đồng hồ bình thường thì nó có 3 kim, 1, 2 lịch thì nó đơn giản hơn nhiều nha. Con này nó tới 3 cái ô lịch, là nó lịch nhiều thứ lịch cho mình coi ha. Thì mình sẽ chỉnh được nhanh được lịch ngày và cái lịch tháng nè, đút cái nắp 1 ha. Nó dặn lên thì lịch ngày nhảy, ví dụ như này ngày 6 thì mình chỉnh tới ngày 6. Đó. Ngày 5 là ngày 6 nè, tháng là tháng mấy. Đó. Tháng 6, tháng 5 nó chỉnh được hết. Đó. Tháng 7 thì mình để tháng 7, tháng 8 thì để tháng 8, mình nói tháng 8. Thứ thì mình quay 24 giờ nhảy nè. Ok ha, đang chạy chỉnh cái thứ này, thứ 3 tháng 8 ngày 6. Tay nhỏ nhỏ đây mấy con này hay. Nó là dạng đắt tiền chứ không phải hàng rẻ nè. 34 40 7 ly 2 300 một trải nghiệm chơi. Con 18 này 450 nè, chạy hai bộ máy Miyota của Citizen đó, rất là đẹp luôn. Một cái máy dưới chạy số bình thường ha. Còn một cái máy trên thì chạy số La Mã. Đó, kính này đẹp keng luôn, con này mới lắm. Đặc biệt bộ dây hạt gạo này nhìn rất là ok nè, dây thép. Dây thép không gỉ ha, stainless steel. Máy thì nó không ghi thông tin thì nhiều anh em nhìn thấy không dám mua, mình mở cho anh em coi luôn. Máy Nhật thôi chứ không có máy gì. Đó. Hai bộ máy của Miyota đàng hoàng ha, máy ngon lành. Cái dòng máy này anh em xài rất là ok nha, nó rất là bền. Thứ hai là rất dễ thay thế và sửa chữa nè, nó có rất là nhiều. Đó. Thợ lúc nào cũng có máy này, anh em đang khỏi lo gì vấn đề mà hư hỏng không có linh kiện nha nè. Máy này xài nó bền lắm, máy Nhật. Dây thì đẹp hết nguyên cây ha, con này đeo lên tay rất là sang và đẹp cho nè, nó cũng độc lạ. Form này cũng không có nhỏ nè, đeo hay lắm. Dây dài mình mong nha, khỏi lo nha nè. Mắt thì tháo ok nha, ra thợ thì cỡ nào cũng tháo được nè. Cái mắt nào mà có cái cây chọt ngang thì đục cái cây này ra thì gỡ mắt ra thôi, rất là dễ. Ngang nó 33.5 phong mô quan, mà ngang 33 thì rất là to. Nó dài là 46, dài là chính thì gửi ha. Con này 450 trong gieo luôn, không có miếng chày nha, độc lạ. Hai mấy cái bản này cũng rất là hay nè, anh em nhìn thẳng thì thấy màu đen, mà nhìn nghiêng thì thấy màu xanh. Đó, màu xanh nó dạng xám xám, kính nó có lông mèo ha. Cái form đẹp như nè, nó form làm phai xước, phai xước hết. Đó. Đầu dây 18. Đồng hồ Nixon nha nè, đồng hồ Nixon chống nước 30m ha, chạy máy Nhật ha, thép không gỉ toàn bộ. 11k này ghi cái gì không hiểu nữa nè, thép mà cũng có 11k trong đây nè. Form mà đeo lên tay rất là đẹp nha nè, nó rất là ác luôn. Đai mặt này nó sẽ thay đổi màu sắc theo cái ánh sáng chiếu vô nè, nó góc nhìn của mình ha. Nó nhìn thẳng thì màu đen đen, nhìn xéo xéo là màu xanh xanh, bạc bạc. Đó. Kính này kính nó lồi nha, nó kính nè, kính xin 4 xị thôi, xây cũng ok nha nè. Xe 38 càng là 44 ha, mặt dày là 11 ly. Rồi, con này 400 nó đều rất là hay, 400.000 Nixon. Tiếp theo bữa nay về con này nữa nè,
lâu lâu mới về con. Lúc trước mình có về mấy con vỏ thép mà không có mạ vàng, con này mạ vàng ha, mạ vàng BBD đó. Giọng này nữa để là quy quy ha, được lắp ở chung ha, chạy máy Nhật tất cả thép không nghỉ nè. Water chất xanh là cái chỉ số chống nước ha. Con này dây tốt như nè, chạy con mai phá thông minh đó. Lấy cái tay mình gạt ra mình gỡ ra được. Cái cây chọc vàng thì có mòn đây xíu nè, có mòn hai bên đầu này chút đỉnh không ảnh hưởng nữa nè. Nếu đẹp can thì 450, có mòn nhẹ đó. Thì bán 380. Kính đẹp nha, hai lịch đang chạy chuẩn ha. Form này đeo lên tay như ý rồi. Form tăng này đẹp nè, nó thuộc loại cái loại form tăng đẹp. Dòng QQ là một nhánh của CTG này nè, mà dòng QQ mình có chữ Super là cái dòng cao cấp nhất của QQ nè. Bản vỏ thép mạ vàng nha nè. Đây mặt đẹp ha, xe 28 năm. Dài là 38. Dày ở chỗ dày nhất của nó là 7.3 ha. Hai đầu này thì nó mỏng hơn. Dây thì dây tốt. Trên tay đeo rất là ok ha. Giá 380 nha nè, 380. Mình có hai con này thì nó cũng cùng một thương hiệu nữa nè, Charlotte Warget, nhưng mà nó khác cái đời đó. Thì một con 300, ai lấy hết một cặp này bán 500, bán gì cho lẹ. Dây còn dài ha, thép đúc hết, hai con này thép đúc hết nè. Con này thì chống nước cũng 200 mét nước nha, thép không gỉ toàn bộ ha, Charlotte Warget. Thằng này cũng vậy đó. Con này cũng chống nước 200 mét, 23 ha, tất cả thép không gỉ, a tan lít tiêu, cũng mong đất sấy luôn giống như con kia. Thì bản này cũng có lịch thứ, lịch ngày và lịch 24 giờ đó. Ngày thứ 24 giờ, mặt đẹp ha, giò thép dây đúc đặt. Thằng này cũng vậy thôi, cũng có lịch thứ, lịch ngày, lịch 24 giờ đó. Thì hai cái hàng này bằng nhau anh em, xây cỡ 34-35 thôi, vợ quen rồi, nào nó sáng chân hết, bán nhiều cho nhanh. Này xe ngang 34 ha. Này cũng 34 ha. Này cũng tương đồng lắm. 41. Nói chung hai con này, cặp này anh em mua thì bán 500 nha, mua lẻ thì 300 con. Đó, 40. Dày 83. Con kia cũng tương tự vậy, mà cái form thì bọn nó xương cá. Đúc đặt hết. Rồi. Bên tay thử coi dây nó còn khoảng bao nhiêu. Con này tay 16 đây ok lắm, mà dây này còn dài nữa. Con này 17 năm còn rộng nữa. Hôm này thấy vậy chứ đeo rất là ngon nữa nè. Ba lịch mà anh em kiếm lịch nhiều thì chọn mấy con này, giá nó mềm èo. Con thép đúc, chỗ nào rẻ hơn được mấy con này nè. Con này bên đây cũng vậy nè, dây con này cục kia chút, nhưng 17 năm mình cũng đeo vừa. Nhưng mà với cái đai mặt 34 này thì anh em tay nhỏ thôi, tay 16 đâu về thôi mới đẹp. Đẹp nhất của nó là 15 năm. Thì cho mấy anh nào nhỏ nhỏ con, cao cỡ 1m55, nặng cỡ 5 mấy ký, đeo mấy cái đồng hồ nó đẹp lắm. Nó vừa với cái dáng ngự. Chứ mình người mà nhỏ mình đâu đeo mấy cái đồng hồ lớn được đâu. Nó cũng chế mấy cái đó, nó cho mấy cái dạng người nhỏ đeo của nam. Con này dạng nguyên hết đây nè, đẹp keng ha, của Seiko, kính đẹp ha. Con này thì con nó chạy có ok không ta? Con này mà chưa biết nó chạy chuẩn hay không, chỉnh đủ cái giờ có gì mình báo sao hết ta, không biết chạy đúng không. Vỏ vàng đẹp, nếu mà chạy không đúng thì bán phân kim thôi. Con này bọc vàng SGB nè, mà vàng SGB nó thép không gỉ nha. Thép không gỉ là phía sau, còn mặt trước bằng hợp kim mạ vàng, sản xuất tại Nhật. Con này cơ bản nó cũng rất là mới nha, vàng trong và ngoài hết. Cái phá này cũng được SGB luôn nè, nó có ghi kỹ ha, phá Seiko đàng hoàng. 350 con này thì anh em cứ tự tin chốt ha. Nếu mà mình kiểm tra lại thấy nó chạy có vấn đề thì mình sẽ như là báo cho anh em biết. Chứ không phải là bán mập mờ như nè, nhiều khi mấy con đồng hồ hai kim mình cũng không có biết được, không để ý nữa. Con này chạy chuẩn nè, kính thì có chạy vết nha, kính chạy vết duy nhất cái góc 3 giờ mấy nè. Con này hàng của thị như nè, hiệu Cabell,
Rebel á, chạy mấy thầy sĩ. Con này lụa nó đẹp thế nè, nó lụa vàng, còn vàng rất là đẹp đó, tái phá luôn, không chưa bị mòn gì đâu. Con này 400 nha nè, con này kính không chèn, bán nó 500 mấy rồi. Đó, dưới bên này nó cũng có mòn nhẹ, có quay kỹ ha. Ngay góc bên này có mòn nhẹ chút xíu, giá nó có 4 xị thôi. Rất là nhiều vàng trên cái đồng hồ này nha nè. Đó. Mặt chứ nó còn siêu luôn. Chạy mấy thị cho anh, with small, cái chạy cũng còn rất là ok. Đó, trung quy nó cũng đẹp lắm. Vàng còn tốt, nó mình đeo gì cũng không thấy được cái gì hết. Mấy chị nữ đeo mấy đồng hồ đi đám tiệc đồ rất là hay nè, giá này cũng bình dân nè, 400. Có đến 4 viên sòn nè, đây mặt xéo đẹp, làm cái dân sổ xéo nè. Kính này có vết chạy 1 vết 1 thôi, xây 30. 30 là đồng luôn nè, ngang 30, dài 30 ha. Dài là 67 thôi, 400 nha, mã 24. Tiếp theo con 25, con này 300. Con này dây nó có dơ nè, bị dơ mình lấy bông gòn mình lau mà chưa hết, nó bị dính dơ vô cái kẽ rồi. Nó vậy nên vệ sinh thêm ha. Con này hiệu là BA Cardin nè. BA Cardin thì nó cũng có hai dòng, nó có dòng máy Thụy, dòng máy Nhật hết nè. Dòng này dòng máy Nhật, nó mạ vàng ngoài dòng trang dòng trong luôn ha. Máy Nhật có ghi rõ ha. BA Cardin dây nè. Đó, chỗ dơ là mình lau nó, mình lấy cái nhá mình chà luôn, mình chà nó bị chạy vàng nè. Nó mòn trong đây nhưng mà phía sau nó mặt trước thì cũng còn đẹp nữa, nói chung ba xị thôi. Màu vàng thì mình đeo vậy cũng không biết thấy được phía sau nữa. 300.000 này còn mấy chép do nó bị dơ dơ nè, dính vào cái gì đen đen trong con dây. 300 mặt hay đẹp, mặt hay chưa chạy xước gì cho mặt long lanh luôn, xe 22 thôi. Lụa nhỏ nha nè, con này mới ken hay giá nó cao á, 22.1, thường bán 450, có 6 nhẹ mấy cái này bớt cái nào còn 300. Tiếp theo con này 550 nha, con màu này nó nặng lắm nè, dây lúc đặt mắt nó mắt bóng ra bóng, xước ra xước hay nè, hai bên hông thì xước, giữa thì bóng, phá hai tầng, mắt to dày ha. Con này nó có chức năng tai chi meter nè, tai chi meter thức nghĩa là mình sẽ biết xài thì mình sẽ canh được cái như đua xe cái gì đó. Thì những cái đồng hồ mà 6 kim 3 cốt mà có chức năng tai chi meter này thì nó sẽ sử dụng cây kim dài là cái kim chronograph như nè, còn cái kim ngắn này, kim nhỏ nó sẽ là kim dây chính. Khi mình bấm chức năng này thì nó sẽ chạy cái kim dây dài này đó để đo, thì mình sẽ nhìn thấy cái đo đạc của mình rõ hơn là kim nhỏ này nè, tại nó chỉ ngay cái vạch số 300, 400, 500 ở ngoài mình nhìn thấy được là cái nhà sản xuất người ta làm gì đó. Còn những cái đồng hồ chronograph thường thì thường nó sẽ dùng là cái kim dài là kim dây chính thôi, còn kim nhỏ là kim chronograph, nó chức năng đo thời gian bình thường thôi. Còn dòng này nó có đo tốc độ gì nó làm cái kim dài. Bây giờ anh em không biết hỏi sao đồng hồ làm cái kim dài này thì là cái kim chronograph chi mà không làm cái kim ngắn. Thì nhiều anh em chịu là cái kim dài này kim dây hơn, tại vì đồng hồ này chuyên gì đo thì nó phải làm kim này kim dài là nó chỉ mấy cái vạch ở ngoài mình thấy nó rõ hơn đó. Mình bấm dừng nè, mình đo xong bấm dừng, bấm nút này nó trả về đó, chuẩn ha. Cái này thì nó có dạ quang nha nè, nó dạ quang nó còn rất là tốt. Niền này là niền không biết niền có xây được không mà sao nó cứng ngắc rồi, nó cứng rồi, chắc nó làm niền không xây được chứ đâu. Anh em mình thấy cái đít nó uy tín không, nó dằn nó xấy nè, nó dày cộm mà đẹp lắm nè. Lên tay nè, cái bảng này anh em để ý kỹ ha, nó thấy nó cái mặt nó cũng không bự hung nhưng mà cái càng nó bung nha, cái loại này càng bung nha anh em, nó càng nó bung gì nè, nên anh em nào tay có phản mình trở lên đeo mới vừa, 17 năm trở lên, tại vì do cái càng nó làm nó hơi bung là cái tay bự mình đeo nó mới thấy đẹp nha, nó bung gì nè chứ nó không có gọt cái càng xuống đó. Thì anh em cân nhắc ha, chứ đừng để mình mua về cái tay mình nó thọt lọt ở trong đây mà cái càng nó bung ra gì nó xấu, nó thì cũng tùy theo người
cái đồng hồ nha anh em, chứ không phải nhìn cái mặt này vậy mình đang mua là nhiều khi mới lầm á. Cái này không biết đo kiểu gì nữa, đo hai cái guồng luôn đi, hoặc là đo hai cái điểm nhỏ nó đi, hai điểm nhỏ nó có 38 thôi ha, còn hai cái điểm bự của nó thì đó, ngay hai cái guồng hai bên nó ra 41. Cái đầu càng này nếu mình đo luôn là nó sẽ ghê vào tầm là 47 anh em đó. Đây gì nó còn gì nè, nó anh em cứ suy nghĩ gì đó, cái tay mình phải cái bảng phải bự gì nè đeo mới được, thì cỡ 17 năm trở lên này đeo được rồi, 550 nha. 6 kim 3 cốt 1 lịch ha, còn mới lắm, 550 thôi. Con này 500, con này sao 500 nha nè, con này so với con 600 thì nó không khác gì đâu nè, vì cái độ mới bên ngoài ha, chỉ có cái mặt kiến con này nó hơi xước lông mèo thôi, nhưng mà anh em sử dụng anh em không thấy được đâu, tại nhìn thẳng vô thì anh em không thấy gì, thì từ khi có anh đèn chiếu qua đó anh em mới thấy những cái vết lông mèo nhỏ. Thì nếu mình mua mình bán thì mình không nói nha nè, mình bán thì mua mấy cái đẹp mình bán thì cũng dễ bán, còn mua mình xài thì mình mua mấy cái này nó rẻ tiền hơn, nhưng mà cái lông mèo này không ảnh hưởng đó, anh em nhìn thấy cũng không có thấy gì đâu. Thì anh em ví dụ anh em đeo vài ngày thì cũng có lông mèo thôi, chứ không ai mà đeo đồng hồ mà giữ mức độ mà kính nó trắng tinh hoài cho anh em. Kính này cơ bản nó không phải kính sapphire, thì đeo vài bữa nó phải có sức lông mèo đó, thì nó vậy. Còn lại thì cái bề ngoài của nó không khác gì con 600 hết, con hổng nó mới tinh hết từ trong ra ngoài thôi. Kính thì do hàng lô nó có cò quẹt nè, nhầm con thì nó đỡ chạy, nhầm con thì nó cũng có chạy, chạy nhỏ thích thì cũng nói chung là cũng tính là hàng đẹp đó. Pin thì cũng giống như con kia đó, còn cái mức độ này cái mức độ pin khá nha, dạ quang cũng còn sáng đó. Nói chung là nó không khác gì hết, chỉ lông mèo thôi, mặt thì mặt vàng mỡ gà cũng rất là sáng ha, cũng có đèn bình thường đó, đèn cũng sáng trưng ha, thì chức năng cũng giống vậy. Thì 500, mấy con kia 600, con này giờ mình xem 500. Nó nên là mua xài, mua mấy con này nó rẻ nè. Nên không mua ở đâu mà rẻ hơn được nữa, đảm bảo anh em luôn. 42.2, mấy con này mấy shop khác bán 6-700 con không. Độ mới giống vậy nha, chứ mấy con cũ em mình không nói nha. 44.9. Mấy con mà chóc chiền, chóc xi gì, chóc mấy cái sơn đây chứ. Thì trên đây bằng thép, chày trụ um lum mình không nói, mấy con nó bán 200-300 thì không nói tới rồi, nó rẻ nó xấu. 11 ly. Mấy con này mới giá trị thực của nó là 4-5 triệu mua con đó nè, chứ không phải rẻ nè, 44.6. Cái dòng quay copter này không có đơn giản nha, bản này lắp ở Thái Lan nha đó. Anh em nào không thích Trung Quốc thì chơi mấy bản này nè, hàng Thái thì tốt. Nó khẩu bàn này. Con này cũng rất là hay và hiếm nha nè, con Illuminos nha nè, nó có báo thức, có chức năng chronograph, có lịch, thì có báo thức như nè, nó tới 3 cốt bên này và 2 cốt bên này, 2 cốt này chủ yếu chỉnh chronograph như nè, ví dụ mình bấm nè, kim giờ chính là kim gốc 9 giờ ha, bấm chronograph thì kim đỏ này nó chạy kim châu như nè, con này kim châu thì bán giá này nó rẻ bèo, chạy kim châu có báo thức luôn, xây nó nhỏ nè. Xe này nhỏ tay cũng ngắn thì mình bán cái giá này đó. Mà nói chung nó cũng rẻ so với chức năng của nó rất là nhiều. Bấm dừng ha, bấm lúc này trả về. Báo thức này mình chỉnh bằng cốt này nha em, khi mình rút ra nè nó sẽ kêu lên em nghe không đó. Thì mình chỉnh nha, mình chỉnh báo thức thường mình chỉnh quay ngược thế nè đó. Mình sẽ chỉnh giấc này là 5 giờ đi, mình chỉnh báo thức xong mình đừng có đóng cái nút rồi lại nha, mình đóng hai đóng vô sát luôn rồi nó sẽ tắt báo thức nha, mình đóng vô một nắp thôi đó, nó có hai nắp nó báo thức thì nó kêu như vậy nè đó. Thì chỉnh xong nó báo vậy đó, mình muốn tắt thì mình bấm nút nào gì nè, ví dụ như mình quay nè, khoan mình tắt cái báo thức này cái đi cho nó ngưng đi, mình quay tới giờ nó tự nó kêu nè, ví dụ như này 4 giờ ha, quay tới cái giờ mình chỉnh sẵn nè, không phải không ta, hay là mình tắt báo thức luôn vậy, chỉnh xuống 5 giờ này có nó kêu không đó, như mình
thức này về anh em nghiên cứu lại nha anh em. Chỉnh chưa đúng quy cách nó không kêu được. Nhận xuống 5 giờ coi. Này cho anh em tìm hiểu thêm ha. Nói chung chung nó có gheo á, mà cách cài cái này nhầm con chỉnh được không, không biết đường chỉnh. Đó, nó kêu giống gì nè. Đó, mình nhắn ở đây nữa mình tắt luôn nha anh em. Châu nổ gáp báo thức pin Kim Châu 450. Báo thức này bán tự xử nha anh em. Báo thức này khi mình không biết đường gà báo thức này 34. Chức năng thì thời gian thì đầy đủ hết. 44, 40 chứ. 10 ly 4 thì xe 34 á, thì nó cái dây này cũng không vừa với cái xe này thôi. Thì tay có 16 đeo dừa nè. 17 năm thì mình trồng vô dừa đó, nhưng mà mình gấp lại cũng được luôn, mà nó chặt lên nè. Thì tính 16 không? 16 là còn ok. Tính dây 16 thôi. 450 con này nha. Pin Kim Choi 5 cốt chỉnh, mặt đẹp. Thép đúc đặc hết nha anh em. Đó. Thép đúc hết chống nước 50m ha. Chin nguyên cây luôn. Đẹp hết nha, con nó đẹp á. Con này 400 rồi, con này cũng 400. Con này mới cao. Rất là mới nha. Còn siêu chưa bóc ha. Bản này cũng bản thép nha nè, tính lịch tiêu hàng Nhật nha, hàng Philips Morris. Một thương hiệu nội địa của Nhật nha, trong nước 5 ATM ha. Bản này là bản cũng nhiều lịch nha, nó có luôn cái lịch tháng nằm ở đây. Đó, lịch thứ bên này lịch ngày sẽ nằm trên đây ha. Lịch 24 giờ nằm đây. Đó. Thì mình muốn chỉnh nhanh cái tháng này thì mình sẽ dùng cây này nha anh em. Đó. Mình ấn vô cái nút này. Đó, mình chọc vô đây. Nó lên tháng 2 liền ha. Thì cứ thế là chỉnh tới thôi. Tháng 3. Nhắn vô bung ra nha anh em, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tháng 7, tháng 8, tháng 8 rồi. Đó. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, 7, tháng 8, đó. Rồi, rút nấm này thì mình sẽ chỉnh được cái ngày nhanh nha nè. Đó, nhìn xuống nè, ngày là ô trên này nha, nó nhảy đủ hết nha. Đó, 18, 19, 20 gì. Đó, khi mình qua ngày 1 thì tháng mới nhảy luôn nè, rất là nó đi liền khớp với nhau ha, rất là ok luôn. Lịch thứ này mình xây qua 24 giờ nhảy nè, nó đang chạy chữ nha, thứ 3. Đó. Thì lịch thứ còn lại thì mình chỉnh rất là ok rồi. Lịch ok, lịch ngày với lịch tháng xây 35 42.2 10.1 ha, dây da bò xịn đàng hoàng nha, 4 xị con này, độ mới rất là cao nha nè. Tiếp theo con này 450 nha, con này mặt rất là độc nè, nhìn cái là y gan hồ cơ luôn, nó vỏ thép bản của Mỹ, hàng của USA nè, rồi đắt bay Fortune nè, được thiết kế sản xuất bởi hãng Fortune nè, chống nước 100m ha, nắp ép, vỏ thép trắng ha, hiệu róc cha góc gì nè, mà cái mặt nó gần rất là đẹp nè, kim cọc kẻ đá đen ha, mặt hay nha nè, đó. Nhìn đã lắm, giống đồng hồ cơ. Hôm này mình mới gặp luôn. Thì bản này thì ngang nó rơi vào tầm là 37 ha. Đầu càng của nó sẽ rơi vào tầm là 38. Đó. Nó sử dụng đầu dây 20 nha. 450 con này. Tiếp theo con này cũng khá là độc lạ luôn nè, nào giờ cũng mới gặp, mà chắc anh em cũng không có nhiều người thấy con này đâu. Con Owen này là cái bản World Cup nha anh em. Đó, cái bản World Cup, cái bản kỷ niệm cái môn Kenwood Cup. Đó, của mấy cái nước này tham dự luôn nè, Pháp, Thụy Điển, Bỉ với cái này, cái nước gì ở châu Âu, cờ nó cũng giống mình không biết. Thì nó có lịch tháng, lịch ngày và lịch thứ nè, nó nằm mấy cái ô này rất là đã ha. Cái này còn mới nè, nó vàng nó chưa bay, mâm đứt sấy đàng hoàng nha.
Kenwood Cup này nè, dây đều mi còn nguyên hết, bản rất là độc luôn, dây đúc đặt đàng hoàng ha, đó, rất là hay, hàng chính hãng của Oren nè, thép không gỉ toàn bộ, bản này sản xuất tại Nhật nè, sơ băng, đặt Oren làm ha, Oren Watch Score, đó, trong nước 100m mong đứt sấy, dây thép đúc, ha, dây dài. Cái bản này thì ngang của nó là 36 năm nha, năm dài là rơi vào tầm 42, mặt dày 9.4 ly. Thì cái nút nhấn này thì mình sẽ chỉnh nhanh được cái lịch tháng đó, ngày tháng 6, tháng 7, tháng 8. Còn thứ thì mình sẽ chỉnh bằng cái chắc quay qua 24 giờ thứ nhảy nha, năm ví dụ mình test thử nha. Còn ngày thì chắc mình chỉnh nút này được nè, đó, chỉnh nhẹ ngày qua ha, ngày 17 21, 25, 22, 23, 24, 25, nó nhảy từ từ qua đó nè, chỉnh nhanh được ngày ha. Dặn xuống thì mình chỉnh được chân sau nè, quên con này có chân sau. Chân sau này chắc chân sau tháng, chân sau tuần như nè, chân sau tuần rồi. Dặn xuống chỉnh chân sau, dặn lên chỉnh ngày ha. Còn lịch thứ này xây 24 giờ nhảy ha, nó rút cái nắp 2. Nó ví dụ xây 24 giờ. Thứ 7 nè anh em, nó đang qua chủ nhật ha, nè ví dụ vậy đó. Khi kem xuống 4 giờ nó sẽ qua chủ nhật đó, chỉnh cái đồng hồ ha, nè nó xung đề đó. Rồi ok hết ha, chức năng này full, chạy cũng rất là chuẩn. 650 con này nha, xe 365 thì đeo cũng ok, bản nó độc lạ nè, rất là hiếm luôn, rất đáng này mình sưu tầm. Dày trên 17 năm ha, nè mặt nè rất là đã, bản kỷ niệm World Cup, Kenwood Cup 650, hàng hiếm khó tìm. Rồi mình có một cặp này, hai con này, hai con DV kép nè, hai con DV kép hàng chuẩn hãng ha. Kính thì kính con này còn đẹp ha, nè có lông mèo và vết nhỏ không có đáng kể nè, còn tính là hàng đẹp, hai con chữ đậm chữ lợt là đủ hết ha, nè con này còn dây zin, còn dây zin còn đeo ok hết nè, dây nè nhốt không gãy ha, dây còn ok, dây zin phá zin còn, nước vàng thì còn tốt nữa nè, hàng đeo kép chỉnh nè, chạy máy Nhật đàng hoàng, máy vàng đàng hoàng hết nè, sao có lên dầu nhẹ trước mới đẹp, năm xị thôi, xe 36 nè. Đó, em lên tay nè, đẹp 36 hay em tay cỡ 16 rồi đeo ok lắm. Con này cũng vậy nè, con này thì nói chung đó, tình trạng nó vậy đó. Cũng đeo quay kép ha, sườn cũng đẹp hết. Con này dây mình thay cũng dây xịn nè, chứ không phải dây dởm nha, dây này dây của Ý nha, dây tốt đàng hoàng, có may kỹ hết, may hết kỹ hết nha, dây của Ý. Máy dây Italy này mình cũng đang bán là 120k một bộ đó nè, nó mình thay cho con này luôn, giá vẫn không đổi, do cái bộ dây zin của con đeo kép rất là đắt nha nè, dây zin nó nếu mình mua chính hãng á, dây zin á thì nó rơi vào tầm 1.2 triệu, con dây này anh em nào mua cũng có bán luôn nha nè, dây da bò Ý nguyên hộp luôn đó. Nó nguyên hộp luôn thì mình vẫn thay vào bán, giá cũng giống vậy thôi, năm xị thôi. Em nào thích bản nào thì mua, thích bản dây mới thì lấy con này mà không có phá zin, còn cái bản này dây nó cũ nhưng mà được cái dây zin phá zin còn ha. Thì hai con 500 nha nè, tình trạng này cũng na ná thôi, chúng mừng xe 36 nha, 36 năm, 36.5 nha nè, chúng phải 36 41 5 đi 7 ha. Rồi con này 500, con này cũng 500. Đó, cặp này 32-33 thích, màu đen thì lấy con này, thích dây nâu thì lấy con này. Đó, mặt thì độ mới như ngang thôi. Đeo qua kép đó thì mình bán cũng rất là mềm rồi đó, không có đâu rẻ hơn nữa. Casio con này mới tinh nguyên con luôn, 4 xị nha. Nên trả giá thì mình cũng không bán nữa nè, con này gì bán giá này bèo ngàn rồi nè. Dây zin còn đủ, dây này bao nay bóp, dây dẻo lắm. Nước vàng còn đẹp, ken sờ ben ha, lịch ngày lịch
24 giờ lịch thứ ha. Rồi. Xe thì cũng vừa đeo thôi. Xe 34 cho anh em tay nhỏ ha. 34. 40 đến 40 triệu về đi. 9 ly là triệu về. Con này mới nha, con này mới lắm. Tầm 97-98% được nè, nhìn hết nguyên cây. Đeo rất là lịch sử nè, vàng đẹp. Giá mới gần 4 triệu và bán 400. Mà mình em chất lượng rất là tốt ha. Tim mét này còn lại cây này. Năm sĩ vẫn bán cũ ha. Dây da bò. Dây có hãng xịn đàng hoàng ha, không zin nha nè. Thằng tim mét này một khi cái dây zin nó mà nó hư rồi thì anh em cũng không có thay lại zin được, hoặc là anh mua dây zin thôi. Đó. Tại vì dây tim mét zin thì mình biết là nó đóng cái chữ tim mét trên cọng dây thôi, còn cái phá của nó không có đóng cái gì vậy nè. Nó ví dụ như con dây cũ nó dây zin nó hư rồi thì anh em thay dây khác vô thì cũng thành dây lô rồi. Chứ phá zin không giữ được đâu. Dây này bao anh em xài được, dây này tốt lắm. Dây Nhật. Con này xe to, xe 425 nha anh. Nó mình thích xe to quá con này, càng nó 50 thôi. Dày 9 ly 1, 9 ly ha, con này độ mới rất là cao nha anh. Rất là cao luôn, hàng TM chính hãng ha. Mấy sản phẩm TM thì thường nó có đèn, nó hay ở chỗ này có đèn nè, nó bấm lên xanh lên thì mình giữa đêm tối thì mình bấm lên mình sẽ câu giờ được cái nè. Và nó kèm theo nó có dạ quang luôn. Nó có dạ quang và có đèn. Bóp nó ẩn lên liền. Rồi cái con này 500 nó xứng đáng làm tiệc nè. Xe này anh em tay 17 trở lên là đeo được rồi. Càng nó không dài không. Tiếp theo mình có con này. Con này con Ecovery nè. 550 nha. Đồng hồ dây mắc dây cộng nè. Dây thép. Hàng zin hết nguyên cây ha. Nó tất cả các phong bỉ nè, nó Atlas Steel Ecovery chạy bộ máy Citizen nha nè. Chạy máy của Nhật. Con này thì bản này nhìn nó là bản thể thao nè, nó không có lịch, nó chỉ có lịch 2 ngày đêm thôi, 24 giờ. Đó, đồng hồ chronograph đó. Kim chính của nó là kim dài nè, nó như mình đã nói, nó chuyên nó không chuyên gì bên đo lường thì nó kim chính là kim dài thôi. Kim chronograph này là kim nhỏ dưới đây nữa mới bấm thì nó chạy nè, nó mặt nó có quay văn ở trong ha. Đánh văn đồng tâm, văn sấy, có ánh khi ánh sáng chiếu vô ha. Nó bấm nó dừng. Thì bấm lúc này nó chạy về. Đó, chỉnh của chronograph thường vậy nè. Bản này ngang nó 35 nha năm. Dài nó 43. Dày nhất của nó là 11 ly. Ngày 550 thôi. Dây tai thì còn rất là vừa với mình nha năm, 17.5, đây rất là ok ha. Vừa sát luôn, không có chặt cũng không lỏng. Hôm này thì anh em tay cỡ khoảng 16 đổ lên là đeo ok lắm nè. 16 là đeo đẹp nhất. 16-16 năm nha, chứ bự quá thì lộn nhé, 16-16 năm đổ về mới đúng là đeo sẽ rất là đẹp luôn. Tại mình 17 năm thì đeo nó hơi to chút xíu. Đó. Em 16 năm đổ lại đeo con này sang lắm, đẹp. Tiếp theo này mình có diện con giống con hôm trước nha. Y chát luôn, con này còn mới hơn con kia nữa. Anh em mua hộp cái con trước thì mua lại con này. Nó mới nguyên hết nguyên cây nè. Long lanh. Rất là đẹp nha, giá thì cũng như cũ, không lên giá. Mới chát luôn. Renoro dòng pin năng lượng ha. Nó có lịch thứ và lịch ngày nha. Nó đang dạy chỉnh hết. Lịch chỉnh ok hết nha. Dạ quen sáng. Mới tin hết. Mong đích sấy đàng hoàng nè. Dòng của Citizen Solar Test. Bản này được lắp ráp tại Hàn Quốc nè. Khai in Korea nè. Nó bản này lắp ở Hàn. Có làm các bản lắp ở Trung. Đó, tán lịch tiêu là thép không gỉ. Còn bản lắp ở Thái. Đủ thứ bản hết. Bản Hàn Quốc thì cũng ok rồi, nó tránh được Trung Quốc. Anh em nào không thích Trung thì chọn mấy ngân hàng này chơi. Vậy thì khỏi lên nữa nè. Vậy này vậy thu về thu vô được. Vậy mình mong mà. Xây vẫn xây 36 nè. 36. Dài là 43. Vậy là 91. Con này độ mới còn khoảng 98% nha em. 97-98%. Đẹp gan thôi. 350. Đeo xem giờ là cứng khừ luôn. Rất là bền.
Con này cũng sale 350 luôn. Con này cũng còn độ mới, cũng còn khoảng 95%. Nó dòng cao hơn con kia nè. Nó dòng này, nó dòng radio control nè, Solartec. Dòng này có lệnh dạng niên luôn đó. Nhưng mà mình chỉ chỉnh cái giờ cái thứ này đúng là được rồi. Lệnh dạng niên không cần thiết. Nó này là muốn nghiên cứu lệnh niên thì tự nghiên cứu nha. Chạy máy H415. Dòng mà bản này lắp ở chung nè, lắp ở chung đó. Bản này bản thép không gỉ nè, có ghi rõ hay còn siêu nylon. Đó, mình mua bán cũng dễ nha. Còn siêu thì giá trị nó cũng còn ok nè. Chống nước 100m. Bản này mặt trắng nha, mặt trắng có cái vân này đó đã lắp. Cọc thì cọc nổi, có dạ quen luôn. Cọc nổi đánh bóng. Dạ quen cho mấy con này nó sáng như cái bóng đèn này nè. Nó sáng là tới bên kiến luôn. Xe này dắt to hơn con kia chút xíu. Con này xe 36. Cũng bằng thôi, 36 thôi, 43. Dây thì 903. Con này dây thì mình đã hai dây da bò xịn thôi. Đó, đeo ok. Dây này đang bán 100 một bộ nữa nè. Dây da bò này mình bán 100 một bộ nha. Đó, dây rất là tốt. Đeo rất là chuẩn, xem giờ ok. Dòng tốt, vỏ thép. Tiếp theo con này. Con này dòng Casio, một con Casio nhiều chức năng nè. Có giờ thế giới, nó có lịch và có đèn. Đó. Bấm là cháy nè. Trong bóng tối thì mình sẽ bấm lên nó rất là sáng nè, coi giờ được. Giờ nó có dạ quen nè. Nó có luôn dạ quen. Kính con này thì có lông màu nè, có sức lông màu nè. Con này cũng còn khá là ok nè, nó đẹp chứ không có bị sức mẻ chạy sức gì gì đâu nè. Bản dây thép đàng hoàng ha, Casio. Nó cũng còn khá là mới. Nó sườn nó xi nước sơn nó chưa chóc nha nè. Đó, đẹp ha. Bản này cũng lắp ở chung như nè, nó có ba báo thức nha, có giờ thế giới nha. Rồi bản này có giá là 300.000 thôi nè, rất là rẻ. Pin này bình thường nha, chắc năng lượng nha, con này bình thường 300. Con này xe ngang nó cũng bự nè, xe 39-40, xe 40. Càng dài là 45.3 ha. Mặt dài 14 ly. Do hàng này, hàng điện tử. Tiếp theo có con siêu phẩm của nữ nè. Con này mặt khảm chai nhưng rất là đẹp nè. Đó, cái khảm chai của nó ở trong nè, thấy không? Nếu mà nhìn ngoài em sẽ thấy cái vân của nó người ta khắc lên nè. Chai mà người ta khắc lên nè. Đó, khắc lên những cái đường chấm chấm nhỏ rất là hay nha. Đó, khi mà mình nghiêng dưới ánh sáng thì mình thấy nó ẩn lên cái màu trắng đó nè. Cái đường khắc rất là đẹp luôn. Mặt khảm chai rõ vàng ha. Kính đẹp. Dây vàng ha. Nông còn siêu. Rất là đẹp nha nè. Mới lắm. Đó, 400.000. Đeo rất là đẹp ha. Cái form của nữ này sang lắm. Con này cái mặt chai này nhìn đã lắm nè. Nhìn ở ngoài thực tế nó đẹp hơn nhiều, nó có ánh bảy màu á. Đó. Nhìn đẹp lắm. 25.3. Rồi đồng hồ vàng này có giá là 400 nha nè. Đó là xứng đáng như số tiền này bỏ ra ha. 33. Nữ đeo được nha. Dây này ra tiệm người ta thu nè, thợ người ta thu mắc rất là dễ nha nè. Chứ không phải là nó dài như vậy là mình nghĩ là thu cũng được nha. Dây thì làm ra thu được hết. Đó, mình giữ cái mắt thừa lại. Cái nào muốn tay bự thì mình gắn vô. Mà thợ làm nha. Cái lộ dây này mình làm nhà không được đâu. 400 nha. Chạy ok hết. Con này 550 nha nè. Con này được cái bộ dây bombi này quá xịn nha nè. Dây bombi này mạ vàng dày cộm luôn ha. Bộ dây này có chỗ mà bán bộ dây này mấy trăm ngàn nè. Mắc lắm. Mắc hơn cái đồng hồ mình nữa. Nó chỗ mà bán cái bộ dây này sao mắc dữ không biết. Đó, dây bombi hàng Nhật đàng hoàng hết nè. Đó, dây mạ vàng. Thì cái lộ dây này mình xài rất là dễ nè. Mở cái phá lên thì mình kéo lên. Nó có cái đồ ngăn ở đây nè. Nó không có vụt ra luôn. Mà nó ngăn lại. Đó. Nó còn bị dây dơ chút xíu. Nên dùm gì về thinh thêm ha. Khi mình tay mình tới đâu thì mình thâu vô tới đó nè. Mình bẻ chốt xuống mình xài nó rất là chắc. Đó. Đồng hồ cũng rất là đẹp nè. Dòng Seiko 3 ngọn nến ha. Kính nó có lông mèo nhỏ. Đó. Còn lại đẹp hết. Sườn thì cũng còn vàng ươm nha nè, chưa bị mòn gì hết. Đó, đẹp. Con Seiko 3 ngọn nến nó kết hợp với bộ dây này thì nó mặt cũng vàng luôn ha. Giá có 550 nè, xe ngang 25, đó, chỉnh phong cổ. Đeo lên tay vàng khè luôn. 33. Ủa,
25 đúng rồi. Dài nó 33. Mặt dày 5 ly gữ ha. Để mình lên tay thử cho anh em coi ha. Đó, bên tay nó vậy nè. Này dây nó dài mình mong rồi mình thu vô mình xài thôi đó. Mấy anh nào thích cái dáng này thì anh em mua. Không tăng. Vàng nguyên cây luôn, mặt cũng vàng luôn nè, nhìn rất là sang ha. Đẹp đẹp lắm. 500 gữ thôi. Tiếp theo mình có con này sale 380 nè, dây da bò xịn ha, phá zin còn nha, phá zin của nó đó, gòn mày đai nha, hàng made in sao băng đàng hoàng ha, chạy máy của Citizen, nó cũng có cọc ngày, bộ lịch ngày ha, bộ lịch ngày lịch thứ giờ lịch 24 giờ đó, ok năm qua nha, rất là mới luôn, con này mới dữ lắm, mới nè, nền vàng xây được. Đồng hồ cũng khá nặng ha. Hôm này nó sẽ số là size 37.5 nha nè. Càng nó dài là 44 ha. Mặt dày là 88. Đó. Dây thì mình cũng thay da bò xịn cho anh em thử đó. Chân lên tay đeo thôi. Rất là đã luôn. Đó. 37.5 thì cũng to chứ không nhỏ nha. 380 con này xứng đáng từng xu anh em. Kính đẹp. Chưa chạy xước. Nay mình có gì con này nha, anh em không mua chốt một con kia thì anh em chốt lại con này. Con này thì dây nó ngắn hơn con kia nè, dây nó ngắn hơn. Một bên nó cũng còn vẫn còn 5 cái mắt đá ha. Đó. Nhưng mà cái mắt kim loại thì chủ cũ nó đã thu bớt rồi. Nên cái độ dài của dây này nó sẽ ngắn rồi nè. Nói chung thì ngắn thì cũng ngắn quá. Vậy nó ngắn hơn con kia thôi. Chung mình đeo vừa thì mua. Đó, tay 17 năm mình vẫn gấp lại được nha nè. Thì con này anh em nào tay 17 sẽ đeo rất là vừa. Đó, tay 17 anh em rất là vừa, 17 năm mình hay chặt rồi đó. 17 thì trở xuống anh em đeo vừa, nhưng cái mặt này nó cũng không có bự. Nên tay đeo đẹp thì con này cỡ tay 16 năm thôi, nên anh em sẽ an tâm ha. 16 năm đổ xuống thì đeo rất là đẹp luôn. Mà con này hiện tại thì dây nó còn 17, như mình nói đó. Phá bóp nha, bóp vô nó dính vô hai cái mắt này. Rất là chưa cứng anh em. Khi mình muốn mở thì mình bấm hai này ra mình mở. Đó, phá này. Polyfly phá hãng đàng hoàng, chuẩn hết. Thì nó cũng giống như con kia, tất cả các phong gỉ đá ceramic ha, kính thì đá ceramic Polyfly đó, có số sơ ghi đầy đủ ha. Đá này còn mới tinh nè, chưa có một vết mòn, vết mờ gì hết, vết mẻ hết. Mặt kính đẹp đó. Kính này không biết kính gì nhưng mà thấy chưa có miếng chạy nè, thường thì kính sapphire nó ghi sapphire, còn mình không ghi thì mình chắc không phải sapphire, nhưng mà kính đẹp lắm, con này cũng rất là đẹp luôn. 550 anh em, xe 33 nhẫn cái form giống như bữa hổm, 42 là chiều dài 9 ly đá ceramic trắng 550. Về tay 17 nha, con này có sale nhẹ nha, 820. Con này mới ken sa ban nha, độ mới còn khoảng 96-97%. So với một con không có hộp thì rất là mới rồi. Đó, anh em nhìn thấy không? Mới tinh hết ha. Thép không gỉ toàn bộ, sơn tĩnh điện như nè. Dây thép. Đó. Mặt kính thì chưa chạy xước luôn. Rất là đẹp ha. Lên tay rất là sang nha nè, đèn kết hợp với vàng nó đeo cũng ngầu. Con này thấy vậy chứ gọn nè, nó cái càng của nó là gì thì tay 17-16 năm là mình đeo được rồi đó. Chứ không có bự, làm gọn lắm, đồng hồ làm gọn. Dây này còn dài nè, dây này khoảng tay 18 còn đeo vừa ha, 17 năm còn gọng mà. Mắt thì đã thu hết, xả hết mắt rồi, 18 trở về thôi nha. Xe mặt nó thì bốn mấy nhưng mà gọn lắm, 44-45 nha. Đầu càng nó sẽ rơi vào khoảng là 49. Độ dày mặt sẽ rơi vào khoảng 13 ly ha. Rồi con này 820k, đẹp ken sa ban, đang dạy chất là chuẩn ha. Bản này giờ quen còn nữa nè, mấy con mới lắm. Chung mấy con này anh em mua sức đáng làm tiền nè. Mới, độ mới cao. Giá mới của nó 7-8 cũ chứ không phải là chuyện đơn giản thế nào.
mắc lắm. Đây là sơn của Ý nha. Con tết nốt này mình cũng sale nha. Bữa bán 1.2 triệu, nay sale 1.1 triệu. Hàng tết nốt này, con này nó thiệt thiếu cái hộp thôi. Con này thì nó cao hơn con đen luôn. Con này độ mới nó còn khoảng 98-99%. Có gì thì anh em hiểu rồi. Vỏ nó nè. Con này thiếu cái hộp. Còn mới nha. Mong nó còn siêu. Nó có cái hộp thảy vô thì như đồng hồ hộp thôi. Tất cả hai phòng nghỉ chống nước 100m tết nốt. Tết nốt này máy Nhật nè. Nó có 2 múi giờ ha. Nấm này chỉnh múi giờ thứ hai. Đó, lịch ngày. Bộ lịch thứ, lịch ngày dưới đây. Lịch 24 giờ trên đây đang chỉ chỉnh hết. Ok đang qua nha. Thứ ba. Đó, thứ ba gần 20 giờ ha. Gần 8 giờ. Lịch thì ngày 6. Đó, kim cọc thì cọc nổi ha. Có một vết đen giữa cọc nè, làm rất là sắc sảo cái đồng hồ. Anh em đeo ở ngoài mới thấy cái đồng hồ nó đẹp. Vàng hồng. Dạ quang này hai kim thôi, dạ quang này hai kim thôi anh em. Cái đeo con này ok lắm, mà tay thì anh em phải bự nha. Con này dành cho anh em tay to. Tay anh em có khoảng 18 đô lên thì đeo con này mới đẹp. 17 năm thì mình thấy đeo được thôi chứ chưa đẹp nha anh em. Đeo được. Đeo được thôi chứ chưa đẹp. Con này mấy anh nào ú, mấy anh nào mà cỡ 90 kg, 85 90 kg trở lên đeo đẹp lắm. Đó, cái mặt đeo rất là sang nha anh em. Máy tết nốt này giá mới cũng rất là cao, cũng có rẻ đâu. Thì muốn biết giá trị thật nó mình đứa đó mình đi về nên chụp cái hình lên nên check Google thì anh em biết cái giá trị thật của nó thôi. Bán bằng 1/7, 1/8 cái giá trị ban đầu thôi nè. Mà một con còn mới cỡ 98-99%. Đó, 1.1 triệu thì giá là xứng đáng nha nè. Đẹp. Dây thì còn dài bao la nha, con nói dài lắm. Con này cũng là một con hàng độc nè. Rất là mình mới bán lần đầu luôn. Cái mặt đeo nó làm rất là ác nha nè. Cái dòng bự này là dòng lịch ngày ha. Dòng nhỏ là 24 giờ. Cái nửa dòng cung là lịch thứ ha. Lịch thứ này nó cũng chơi lịch thứ là kim giật nè. Tới chủ nhật thì nó sẽ giật giờ thứ hai. Đó, mình test thử cho anh em coi nha. Anh quay nè. Thì nó đang chạy chững nè. Nó lên 24 giờ. Ngày nó nhảy ha. Đó, ngày nó nhảy rồi đó. Ngày nó nhảy rồi đó. Cái thứ nó nhảy nè. Nó thứ xuống chủ nhật rồi đó nè. Ok hết nè. Để mình test thử nó qua ngày khác. Cái nấm này nó xay hay đầm tay nè. Nó không qua xay lỏng le nè. Đồng hồ máy nó vậy nó mới tốt. Còn anh em chụp cái đồng hồ lên anh em xay cái nấm nó lỏng le. Nấm nó lỏng le lỏng sạch thì cái đồng hồ nó cái máy. Anh em dở ở trong cái máy nó là một là máy Trung Quốc, hai là máy nhựa. Máy Nhật và máy nhựa nè. Thì cái chất lượng của máy nó không tốt. Thì coi cái game nó giật thứ hai rất là ok nha. Nếu mà nó giật không được thì nó bị lỗi. Chị thôi. Đó, mà tới 12 giờ đêm mà nè. Xây muốn náo thở luôn mới tới được. Đó. Ngày nhảy rồi đó. Để kỹ anh thứ nha. Đó, 3 giờ thứ hai liền nha nè. Ok nè. Vậy mới chỉnh cái đồng hồ. Test này mất thời gian chút xíu nhưng mà test cho anh em coi chơi. Đó. Thì mình sẽ chỉnh lại đúng giờ thực tế nha. Còn ngày nhanh thì mình nghĩ chỉnh được chứ nè. Ngày nhanh thì chỉnh bằng nút này thôi. Nút nắp 1 nè. Ngày nút nắp 1. Đó, mình dặn xuống nè, dặn xuống nè, tính theo này dặn xuống nè, là cái ngày chỉnh nhanh được đó. Nhẹ thì nó qua tự ngày đó. Đó. Ngày 30 nè, ngày 31 nè, ngày 1 nè, ngày 2 nè. Ngày 3 nè đó, ngày 4, ngày 5, ngày 6. Đó, như bữa nay ngày 6 thì nóng lại. Ví dụ vậy ha. Thì chạy chững nè, cái mặt nó không phải là nhìn nó có cái răng nó đánh rất là đẹp nè. Cái mặt nó bằng một miếng nhôm á. Một miếng kim loại nó phai xước nó làm nên cái mặt nó rất là hay nè, nó cái răng nó rất là khéo. Ở trong cái đeo này nó là khác ha nè. Ở trong cái đeo nhỏ này nó là khác nó. Còn cái đeo bự này nó lại là cái răng giống như mặt trời nó rất là khác ha. Nhìn vô nó hay lắm nha nè. Cái form của nó là em thấy nó không phải nó tròn, nó dốc xuống ha. Ở trên nó thu nhỏ lại, còn dưới nó phình ra. Đó, nó vậy đó. Khi mình đo là xe 40 nha nè. Đó, thấy gì cái xe 40 á. 49 ha.
con này là đẹp lắm nha, 10 12.1, giá 650 thì anh em là mua được con này cũng rất là hay. Có hàng Ruet thép không gỉ chuẩn ha. Chạy máy Nhật, dây đúc đặc thì đương nhiên rồi, dây đẹp nha, từng đường nét trên bộ dây luôn, nó rất là đẹp. C340 này anh em đeo ok này, nãy lộn 38 hay 40 ta, nó lại cái cho chuẩn ha. C39 40 nè, C40 đúng rồi, C40 dây dài nha, khỏi lo về dây ha. Dây này dây khá bóp hai bên, dây này còn dài lắm nha nè, dây này tay có 20 đeo cũng vừa. Còn này dây cũng ôm tay nè. Rồi một con đồng hồ đập lạ như vậy, 650 nha nè. Nó một cái bộ mặt với cái bộ lịch kim cọc nó quá đẹp luôn nè. Con này giảm giá cũ nha, trả giá mình cũng không có bán được con này nè, con này bán gì đâu quá rẻ rồi. Hai bộ máy vàng của Citizen, hàng của Citizen luôn, hôm tăng đẹp gì 400.000 cộng bộ dây Bambi màu đỏ nâu luôn. Bộ dây này mình anh em cũng thấy bộ dây mới gì có cái hộp là mình bán 200.000 rồi. Dây Bambi dây xịn nè, dây đồng 18 luôn, rất là ngon. Thì đồng hồ này vừa dây vừa mặt luôn, giá có 400 tôi có mắc nè, vừa dưới cái giá này rất là hợp lý rồi, xe 24 luôn. Dài nó rơi vào tầm là 43-46 ha, mặt dày là 67. Cái form nó làm như cái đồng hồ treo tường nè, tưởng tượng cái đồng hồ treo tường nó ghen luôn, rất là đẹp. Lên tay nè, anh em nào mà tay gọn gọn đeo con này rất là hay nha, cái bảng nó cũng dài chứ không phải nó ngắn. Chạy chuẩn hết nha nè, hai đồng hồ chạy chuẩn ha, một số lô mã và một đồng hồ trên hai kim thôi, ở dưới thì ba kim, kính đẹp nha. Đó. Vàng còn vàng ươm không, ở sau lưng nó có bị xấu nhẹ nè, đó quay kỹ nè, nhưng mà mặt sau lưng thì không ai thấy nha, nó có bị lấm tấm rất là nhỏ thôi. Đó. Còn bên hông thì còn đẹp hết, nó bên hông không có bị, đó. Ở trên thì khỏi nói rồi, trên đẹp. Nó nguyên cây gì 400.000 hai máy nha, máy Miyuta vàng. Có con này nè, đó hôm anh em chốt học con kia thì bây giờ chốt lại con này, nay về thêm con nguyên zin nữa nè. Đó, đẹp ken xà beng luôn nha nè. Seiko dây zin đàng hoàng ha, phá zin còn ha, nhưng mà tại vì cái dây hư rồi nên là mua mình tặng bộ dây nha. Đó. Mình để gì cho anh em biết là nguyên cái đồng hồ zin đó, hàng hàng trưng bày thôi. Qua 5 tháng thì dây da nó ra làm sao chịu nổi nè, nó bung hết. Nhưng mà đồng hồ còn rất là mới nha nè. Hàng này hàng zin nguyên con gì anh em biết độ mới cao rồi. 650 cũng giống giá cũ thôi, nên nào chốt học con hổm này lấy con này lại đó. Xe 25 năm, 34.2 đó. Dây khóa nguyên zin luôn, nguyên một cây vậy đó. Mấy con này dạng tăng này anh em mua điện máy xanh nó đang bán mà, của hiệu Citizen đó nè, 3.500.000 một con. Nó cũng cái form tăng cái gì 3.500.000 con chứ không có rẻ đâu. Tiếp theo có con này cũng hay anh em, con này đẹp ở chỗ là cái mặt nó đẹp, nó cái vỏ thép, vỏ này cũng có sử dụng rồi thế nè, nó cũng có lấm tấm vết chày xước nhỏ đó. Cái chỗ này cái siêu của người ta bóc ra nè, nó có cái như cái phiếu ở cái nè, cái tem chống tem dạng cái tem á, tem dán để bảo hành hoặc này kia đó, gỡ ra có cái dấu. Hàng US nha, thép không gửi toàn bộ máy Nhật hết nào. Đặc biệt con này bộ dây nó rất là tốt nữa nè, bộ dây tốt lắm. Anh em nhìn cái độ dây da bò mai gì, bộ dây này anh em mua cũng bộn bạc. Dây này nè. Dây đi sale nè, nó dây đi sale. Má đi xe cũng đủ ha. Đó. Này lắp vô đây nó cũng không dạng nó không khớp, tại vì cái phá không phải phá dây này đó, nên cái đầu phá là nó hơi nhỏ hơn cái lỗ này chút xíu nè, nó cũng bỏ qua được ha. Nhưng mà tổng chung quy lại nó rất là đẹp, bộ dây anh em nó rất là hợp lý với cái đồng hồ. Nó vừa cái mặt bộ dây luôn, bộ dây này anh em nếu mà đặt xưởng nó làm bộ dây bự gì ha thì anh em không dưới 400.000. Đó, mình nói thẳng luôn, bộ dây này em lắp vô cái đồng hồ này đeo cực kỳ sang luôn, mặt trên đẹp ken ha, đá chơi rất duyên, nhìn rất là ác nè, đẹp mềm rất là dễ đeo ha.
620k con này thôi. Ngang là 39 á, con này vuông rồi. Dài tính luôn càng là 49. Này 39. Con này thêm cái càng nữa thì 49. Nếu mà cái đo này không nó cũng vuông luôn, nó cũng gan. Thì lên tay nó đã lắm nè. Cái gì nè, đẹp ha. Đó là sen. Cái bản này thì cái tay anh em cỡ 17 là đeo được rồi. Hai càng nó cũng không có dài hơn tay mình nha, một bên nó còn khoảng 5 ly. Thì 16 năm anh em đây cũng được. Rất là sen nha. 620 thôi, bộ dây đó hết phần nửa tiền rồi. Rồi mã cuối cùng ngày hôm nay, mã SS này đó, vẫn bán giá cũ thôi. Trả giá mình không bớt nè. Con này dây công rất là sắc sảo, nặng cái đồng hồ. Nên về mua về thử biết chất lượng của nó. Cái thép mà người ta CNC nè, phải không? Nó người ta CNC tới mức độ này nè, người ta ốp carbon nó giống đó. Thì cái đồng hồ nó thấy gia công nó tốt. Nó đồng hồ nó làm rất là cầu kỳ. Vỏ thép không gỉ ha, kính sapphire ha. Nó chống nước 5 ATM mong đứt sấy đàng hoàng, hiệu MBI nha. Đó. Máy Nhật ha. Kính sapphire. Đó. Rất là phẳng ha. Nền chưa có một vết móp vết cắn hết. Nó dây lắp dây cá sấu luôn. Dây zin vẫn còn luôn đó. Dây zin này do dây này thì nó cũ. Nó dây chân bài thôi anh em, nó cũ, nó không có xài đâu. Đó. Nó cũ rồi thì xài chắc không được. Nó chai dây rồi. Phá vẫn tặng anh em nguyên bộ gì 850 nha. Con này nói chung cái mặt nó cũng to nha nè. Nó cũng to, anh em tại bự bự hay mua. Nó mặt nó tới 45. Càng thì 52. Vậy thì 11 ly 5 ha. 6 kim, 3 cốt, 1 lịch. Vừa có dạ quang mà vừa có cọc nổi luôn, bắt sáng luôn. Đó, cũng làm rất là sắc sảo. Bấm lúc này chạy cho nô gáp nè. Đó. Bấm lúc này dừng ha. Kim dây chính là kim nhỏ ha, bấm lúc này trả về. Lên tay. Rất là ác nha nè, đẹp lắm. Kính sapphire nữa. Nếu thích đeo đồng hồ mặt lớn thì nên mua kính sapphire này nè, tại cái mặt lớn cái diện tích tiếp xúc nó rất là lớn ha. Mình đeo với mức độ chạy xước nó rất là dễ hơn cái đồng hồ nhỏ, còn cao hơn nữa. Thì kính sapphire sẽ bảo vệ cho anh em là không bị chạy xước. Rồi kết thúc video ngày hôm nay anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Rồi hẹn mọi người ở clip tiếp theo ha.